Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương 141. Chi tử Vu Quy 12 hôn một cái như vậy, Diệp Trần liền đờ người ra. Đông Lăng thì vẫn thản nhiên như thường, y như thể vừa rồi mình chẳng làm gì hết, thậm chí còn dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi nàng, có gì không đúng sao? Đầu óc Diệp Trần không suy nghĩ được gì, cứ thế ngơ ngác nhìn Đông Lăng. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà ở dưới bỗng cất tiếng, vậy hả, có niềm tin vậy cơ à, vậy ta sẽ cho nàng xem nàng ta chết như thế nào nhé, có được không? Nguyệt Hà ngước mắt nhìn y, Mạc Vô Tà, chàng muốn ép ta hận chàng sao, thế thì vẫn tốt hơn là không thèm để ý chút gì. Mạc Vô Tà bỗng quát lên, túm chặt người Nguyệt Hà. Nàng có để ý tới ta không? Ngoại trừ ấy nấy thì nàng còn có gì nữa? Nguyệt Hà không nói gì, cụp mắt xuống, thái độ dửng dưng. Nàng nhớ được những gì? Mạc Vô Tà cười thê lương, nàng có nhớ nàng yêu ta không? Nàng có nhớ chúng ta từng yêu nhau không? Hay liệu có nhớ nàng đã từng là người thế nào? Ta là người thế nào? Nguyệt Hà, ta không hiểu. Tại sao thần tiên các nàng có thể cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh như thế? Cuộc đời ta đau khổ, tuyệt vọng như thế, đối với nàng lại chỉ là một đoạn kiếp số, nàng ngộ ra là phi thăng. Ta thì sao? Mạc Vô Tà đặt tay lên ngực, ta nghĩ nàng đã chết, vì nàng ta nhập ma, bị đẩy vào vô gian địa ngục, ngày ngày ta chịu cực hình liệt hỏa thiêu tâm, còn nàng thì sống tiêu diêu tự tại. Trong lúc hắn nói, sấm chớp đi đùng kéo tới, Diệp Trần cảm nhận được rất rõ ma khí cuồn cuộn hướng về phía người Mạc Vô Tà. Nàng cau chặt hàng mày, Mạc Vô Tà là ma chủng, từ người hóa ma, trời sinh đã có khả năng hút mọi điều ác trên thế gian vào trong cơ thể. Rõ ràng Mạc Vô Tà đã không còn tỉnh táo, mọi việc đều suy diễn theo hướng tệ hại nhất. Nguyệt Hà chắc cũng hiểu tình trạng của y, nghe y bảo mình như vậy, nàng nói đầy bất đắc dĩ, nếu ta không thương chàng, lúc này ta còn ở đây làm gì? Mạc Vô Tà không nói gì, hắn nhìn chằm chằm nàng ấy, mắt đỏ như máu. Nguyệt Hà lật cổ tay nắm tay Mạc Vô Tà, ôn tồn nói, nếu ta không thương chàng, chàng cho là vì sao ta lại thay chàng chịu khổ ở vô gian địa ngục bao nhiêu năm qua? Vô Tà, nàng ấy áp tay lên trán hắn ta, chàng tỉnh táo, cút ngay. Sức mạnh trong cơ thể Mạc Vô Tà hất văng Nguyệt Hà ra, Nguyệt Hà đập người lên vách tường, thổ huyết. Mạc Vô Tà lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác, nàng đừng chạm vào ta, nàng chẳng qua chỉ muốn độ ta thôi, đừng tưởng là ta không biết, nàng chẳng qua chỉ ấy nấy, chẳng qua chỉ muốn độ ta, ta làm các người sợ đúng không? Mạc Vô Tà cười thành tiếng, ta làm đám thần tiên các người sợ hãi nên Đông Lăng phái nàng tới, muốn nàng cảm hóa ta. Đám thần tiên các người có còn lương tâm không? Năm đó trước khi hạ phàm lịch kiếp, chẳng lẽ nàng không biết trước số mệnh của ta, không biết ta nhất định sẽ gặp phải vận rủi này sao? Thế nhưng nàng có để tâm không? Đối với các người, ta nếu không thành ma thì chẳng qua chỉ là trong sổ thiên mệnh bớt đi vài nét bút, chẳng qua chỉ là một đoạn kiếp số của nàng, nàng liệu có quan tâm, lo lắng cho ta? Hắc khí chui vào trong thân thể Mạc Vô Tà ngày càng nhiều, Nguyệt Hà ngửa lòng bàn tay lau sạch máu tươi ở khóe miệng, gắng gượng chống người đứng dậy. Mạc Vô Tà, chưa kịp nói hết câu, dưới đất cuộn lên một cột cuồng phong gió lốc, mọi người chưa ai kịp làm gì thì ken ken mấy tiếng, toàn bộ xiềng xích trên người Nguyệt Hà đều đã đứt. Sau đó nàng ta bị ngước vắt lên vai, xông ra ngoài, tốc độ như thế, thân hình như thế, ngoại trừ vị bằng hữu tốt Diệp Trần của nàng, tuyệt đối không thể là ai khác. Diệp Trần ra tay nhanh quá, Đông Lăng chưa kịp làm gì thì nàng ấy đã vác Nguyệt Hà chạy xa mất rồi. Tiếng cười của Mạc Vô Tà tắt lại trong cổ họng, hắn nhìn người hóa thành vệt sáng đi mất mới sực tỉnh, gào lên, Diệp Trần, đừng có gọi tên nương tử của ta bằng cái giọng tê tâm liệt phế như thế. Giọng Đông Lăng nhẹ nhàng từ trên xà nhà nói vọng xuống, Mạc Vô Tà lập tức khởi động trận pháp phòng ngự, đanh mặt lại, Đông Lăng,
Đông Lăng nằm nghiêng vắt vẻo trên xà ngang, một tay chống đầu, một tay gác lên đầu gối, nhìn Mạc Vô Tà, sắc mặt thật chẳng dễ nhìn. Ta nghĩ, có một chuyện ta nhất định phải sửa lại cho ngươi biết. Giữa lúc họ nói, quân lính ma tộc ùn ùn kéo vào trong tẩm cung của Mạc Vô Tà. Đông Lăng ung dung gọi Tử Quy ra cầm trong tay, thẳng nhiên nói, cỡ như ngươi chẳng đáng để ta phải sợ, nếu không phải nể mặt Nguyệt Hà tiên tử, địa ngục ngươi cũng chẳng vào nổi đâu. Độ ngươi ư? Đông Lăng cười nhếch mép, quá lãng phí thời gian. Vừa nói xong thì đám lính phá cửa xông vào, trong chớp mắt đó, Tử Quy bay khỏi tay Đông Lăng, quét một vòng, ánh kiếm sáng loà hướng thẳng tới tận trời, nổ tung tẩm cung của Mạc Vô Tà. Có Đông Lăng kéo dài thời gian, Diệp Trần vác Nguyệt Hà chạy thục mạng đi trốn. Nguyệt Hà mệt nhọc gọi, dừng lại, không thể dừng được. Diệp Trần chạy nhanh như bay, một khi ta đã chạy thì không dừng lại nổi. Trước đây đã quen bị người đuổi giết, bắt đầu chạy là liền cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch, chưa kéo giãn đủ khoảng cách an toàn với địch thủ thì nhất quyết sẽ không dừng lại. Nguyệt Hà cũng biết tính của nàng, gắng nhịn cảm giác buồn nôn lại để nói, thế thì tỷ cũng phải đổi tư thế khác cho ta chứ, dạ dày ta bị dốc ngược lên rồi. Được nhắc vậy, Diệp Trần mới nhận ra, Nguyệt Hà bảo nàng dừng lại không phải để vòng trở về mà là bị vác khó chịu, muốn thay đổi tư thế. Diệp Trần đặt Nguyệt Hà xuống kéo đi, đi thôi, đừng chần chừ, chạy một mạch rời khỏi địa bàn của ma tộc. Diệp Trần mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa cuối chân trời, sấm rung chớp giật, rõ ràng là đang đánh nhau to. Nàng nhíu nhíu mày, nói với Nguyệt Hà còn đang thở dốc, muội ở lại đây chờ, ta quay lại đó một tí. Khoan, Nguyệt Hà sửa nàng lại, tí quay lại đó làm gì, Đông Lăng đế quân vẫn đang ở đó. Diệp Trần thấy hơi sốt ruột, dặn dò Nguyệt Hà, muội về địa phủ trước đi, hoặc là tìm chỗ nào đó chữa thương, thế nào cũng được, phải đảm bảo sự an toàn của bản thân, ta quay lại đó cứu người, tí quay lại đó thì cứu được ai. Nguyệt Hà nhíu mày, nếu ngay cả Đông Lăng cũng không đối phó được thì tỷ quay lại có ích gì, thêm bữa lót dạ cho Mạc Vô Tà à. Diệp Trần nghẹn lời nhưng thấy Nguyệt Hà nói cũng có lý, nghĩ đoạn, nàng liền nóng ruột liên lạc với Thiếu Hoa. Tuy Đông Lăng bảo chàng không có bằng hữu nhưng mấy vị đế quân này dù sao cũng đã quen biết Đông Lăng từ thời Hồng Hoang, cùng nhau tiến thoái trong thần ma đại chiến. Diệp Trần nghĩ, không có nhiều tình cảm thì cũng phải có một chút ít gì đó. Hơn nữa, nếu Đông Lăng xảy ra chuyện thì những người duy nhất có thể giúp một tay chính là mấy vị đế quân này. Thần tiên bình thường tất nhiên là không phải ai cũng có thể truyền tin trực tiếp cho đế quân. Thông thường sẽ phải truyền tin cho tiên quan bên người đế quân trước. Tiên quan xem xét tình hình rồi mới báo lại cho đế quân. Diệp Trần bộc trực nói, Thiếu Hoa đế quân, Đông Lăng đế quân xảy ra chuyện rồi, không có ai hồi âm. Nguyệt Hà ngẫm nghĩ rồi bảo Diệp Trần, tỷ truyền tin bảo rằng tỷ là người hâm mộ của đế quân thử xem. Diệp Trần tỏ ra kinh ngạc, Nguyệt Hà rụt, thử xem. Giữa lúc nói chuyện, Nguyệt Hà ngồi xếp bằng dưới đất, trải chuốt tóc tai, sửa sang quần áo, tô điểm dung nhan. Diệp Trần nhìn mà thấy nóng ruột thay, nhưng lúc này nàng đang vội, không có tâm trạng để nói, đành nôn nóng truyền tin cho Thiếu Hoa trước đã. Thiếu Hoa đế quân, ta là người hâm mộ của đế quân, vô cùng khâm phục, kính ngưỡng, mong nhớ ngài, ngài có thể nói với ta một câu không, chẳng bao lâu sao. Diệp Trần liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo đáp lại, xin chào, xin hỏi nàng là vị nữ tiên nào vậy? Thiếu Hoa đế quân. Diệp Trần không ngờ Thiếu Hoa lại để ý tới cái tin này thật, kích động nói vội, Đông Lăng đế quân gặp chuyện không may rồi. Đầu kia im lặng một hồi, rồi nghi hoặc hỏi lại, thời nay lừa đảo trên thiên đình cũng qua quyết thế rồi sao? Đông Lăng gặp chuyện không may ấy hả? Ha 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 ha. Ngày đó tới thì thiên giới cũng đã tiêu rồi. Vừa nói xong, Thiếu Hoa bỗng nhận ra điểm bất thường. Khoan đã, nàng là nữ tiên. Diệp Trần hoàn toàn không hiểu Thiếu Hoa nghĩ gì. Chẳng lẽ nàng còn có thể là nam tiên? Thiếu Hoa bỗng nhớ tới chuyện nhìn thấy nữ tiên trong thủy kính bèn hỏi vội, vị tiên tử này,
xin hỏi nàng tên là gì, đang ở đâu, gần đây nàng luôn ở cạnh Đông Lăng. Buổi trưa canh ba 15 ngày trước, nàng ở đâu với ai làm gì? Diệp Trần hoang mang khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời đầy đủ. Ta là Diệp Trần, hiện đang ở chỗ tấm bia đá rừng hạnh giao giới giữa ma tộc và thiên giới, gần đây luôn ở cạnh Đông Lăng đế quân. Buổi trưa canh ba 15 ngày trước, ta ở Minh Phủ cùng với Đông Lăng đế quân. Đáp xong, Diệp Trần sốt ruột nói, Thiếu Hoa đế quân nếu không tới được thì mong đế quân báo giúp cho mấy vị đế quân khác với, tới chứ. Thiếu Hoa đáp ngay, nàng ở đó chờ ta, yên tâm, chớ nóng, tiên tử à, ta tới ngay đây. Vừa dứt lời, Thiếu Hoa lập tức ngắt truyền tin với Diệp Trần, truyền tin cho Tử Vi và Văn Sương, phấn khích nói, Tử Vi, Văn Sương, ta biết vị tiên tử ở cạnh Đông Lăng bữa đó là ai rồi, để ta dẫn mọi người đi xem, chỗ tấm bia đá ở rừng hạnh, đi ngay nhé. Vừa nghe thấy có chuyện để hóng, mấy vị đế quân lập tức lôi các pháp bảo xúc địa thuật của mình ra, phóng như điên tới rừng hạnh. Lời của Thiếu Hoa giúp Diệp Trần thấy an lòng, nàng nhíu mày nhìn những tia chớp liên tục sáng lên cuối chân trời, sốt ruột đi tới đi lui. Cái tật cứ hoảng hốt là lại đi tới đi lui của tỷ lúc nào mới sửa được đây. Nguyệt Hà soi gương vẽ lông mày, Diệp Trần liền nổi cáu, muội có còn có chút lương tâm nào không vậy? Bọn ta vì cứu muội nên mới gặp nguy hiểm, giờ Đông Lăng mắc kẹt ở đó không thấy ra, muội còn vẽ mày gì nữa hả? Diệp Trần bực mình giật lấy gương, cáu, đừng vẽ nữa. Nguyệt Hà bật cười, tỷ vờ ngớ ngẩn đấy à, muội có ý gì? Diệp Trần ngẩn người, Nguyệt Hà đến chịu thua, tầm như Mạc Vô Tà, dù có 100 tên cũng chẳng đủ để Đông Lăng đánh cho bỏ, không thể nào. Diệp Trần đáp chắc nghịch, ta đã giao thủ với Đông Lăng rồi, chàng ấy không lợi hại tới mức ấy đâu. Tỷ nói lần tỷ bị đánh gãy ba xương sườn, một xương đùi ấy hả? Nguyệt Hà vừa nhắc tới là Diệp Trần lại có cảm giác xương cốt ngâm ngẫm đau. Nguyệt Hà phẩy tay, hắn không đánh nghiêm túc, nhường tỷ đấy thôi. Diệp Trần chẳng mấy tin, Nguyệt Hà tỏ vẻ âu sầu ra mặt, so với tỷ lo cho Đông Lăng, ta còn đang lo Mạc Vô Tà liệu có bị hắn đánh chết hay không đây. Ta vốn định dùng sắc đẹp dụ dỗ Mạc Vô Tà thử xem sao, còn chưa kịp bắt đầu đã bị ép phải kết thúc rồi. Diệp Trần giật nảy mình, muội có bệnh đấy à? Diệp Trần áp tay lên trán bằng hữu, vừa rồi hắn còn định giết muội đấy, muội có biết không hả? Nguyệt Hà im lặng, rõi mắt nhìn xa xăm. Diệp Trần đang định nói thêm thì Nguyệt Hà bỗng nói, biết chàng động sát tâm, ta mới đi theo tỷ, nhưng mà, Diệp Trần à, muốn độ một người thành ma, đâu dễ tới mức mở miệng nói độ là độ được chứ, Phật xả thân nuôi ưng, giờ ta độ chàng, tất nhiên cũng phải xả thân để độ, chàng muốn máu thịt của ta cho chàng máu thịt, lấy thiện để triệt tiêu ác của chàng, có như vậy mới có thể khiến chàng trở về như lúc ban đầu, nhưng, giọng Diệp Trần khàn đi. Nàng mấp máy môi, cuối cùng chỉ hỏi, có đáng không, tỷ từng thích ai chưa? Nguyệt Hà quay đầu nhìn nàng, mặt cười rạng rỡ, chờ khi nào tỷ có người tỷ thích rồi, ắt sẽ tự hiểu là có đáng hay không. Chương 142, Chi Tử Vu Quy 13. Diệp Trần không đáp, nàng nhìn vị bằng hữu tốt của mình, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời. Nguyệt Hà là người lúc đứng đắn thì vô cùng đứng đắn, lúc không đứng đắn sẽ khiến bạn phải đau đầu, có thể nói là điển hình của tỉnh tựa bị liệt, động như động kinh. Tuy nhiên, bất kể là lúc đứng đắn hay không đứng đắn, trong ấn tượng của Diệp Trần, Nguyệt Hà luôn là một người sống vô tâm vô tư. Nàng luôn cho rằng, nếu trong hai người có ai có chuyện thì người đó ắt là mình, dù sao thì nàng cũng là người tình nghĩa hơn. Thật không ngờ, bế quan 1000 năm trở ra, vì tỷ muội của mình đã biết đàm luận về yêu hay không yêu. Diệp Trần thở dài, muốn an ủi nhưng không biết nói thế nào. Bỗng có ba luồng sáng xà xuống, ba vị tiên quân tuấn mỹ bỗng đâu xuất hiện giữa bãi đất trống. Một vị áo đỏ gắn lông chim trắng đứng đằng trước ngẩng đầu hỏi, vị nào là Diệp Trần tiên tử? Đế quân tới rồi. Diệp Trần vừa thấy Thiếu Hoa dẫn người tới bèn bước lên trước một bước, nói với Thiếu Hoa, đế quân mau đi theo ta. Vừa nói xong,
Diệp Trần liền hóa thành một luồng sáng bay về phía chân trời xa. Thiếu Hoa ngơ ngác, ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt, nhìn gì nữa? Tử Vi nhíu mày, quan sát chân trời, Đông Lăng xảy ra chuyện thật rồi. Nói đoạn, Tử Vi liền đuổi theo Diệp Trần đi mất. Thiếu Hoa bĩu môi, hoàn toàn không tin Đông Lăng có chuyện. Đông Lăng quả thực không xảy ra chuyện gì hết. Tuy Mạc Vô Tà gọi toàn bộ binh lính trong Vô Vọng Nhai tới, nhưng ở trước mặt Đông Lăng thì chẳng đáng để chàng liếc mắt nhìn. Đẳng cấp đánh nhau của thần tiên không còn ở mức so người nhiều hay ít, mà là so sánh chênh lệch thực lực giữa từng cá thể. Đông Lăng thành danh từ thượng cổ, trên thiên giới hiếm người địch nổi. Mạc Vô Tà tất nhiên cũng có tư chất bất phàm, nhưng tu vi còn thấp. Cho dù mang cả Vô Vọng Nhai đi liều mạng với Đông Lăng thì cũng chẳng gây được áp lực gì lớn với chàng. Chẳng qua lần này Đông Lăng không định giết Mạc Vô Tà, mà là muốn tinh lọc sạch sẽ y, loại bỏ ác niệm, trả lại cho thế gian một Mạc Vô Tà lương thiện năm xưa. Mạc Vô Tà liều chết phản kháng, nhất thời, đôi bên rơi vào thế rằng co. Vẫn còn muốn giãy giụa à? Đông Lăng cầm Tử Quy nhìn kẻ máu me đầy mình, đứng run người trước mặt, từng khúc xương trên người Mạc Vô Tà gần như đều đã bị Đông Lăng đập gãy, xung quanh chất đầy thi thể nhưng hắn vẫn gắng gượng cố, gồng người đứng dậy. Đông Lăng nâng tay lên, một luồng sáng màu trắng thuần lóe ra từ lòng bàn tay chàng, chàng niệm chú, định áp tay lên đỉnh đầu Mạc Vô Tà, luồng sáng trắng bao phủ người hắn, làn da có ma khí vừa bị ánh sáng này chiếu vào liền như bị thiêu đốt, đau tới run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn cố chấp muốn đứng, vẫn lì lợm hút ma khí cuồn cuộn vào trong người, chống trả lại sự tinh lọc của Đông Lăng. Đông Lăng thấy hắn nhất quyết phản kháng bèn dừng lại, nhíu mày, ngươi không muốn trở lại như trước đây sao? Không muốn. Mạc Vô Tà cào tay xuống đất để giảm bớt đau đớn của bản thân. Đông Lăng thấy không sao hiểu nổi, ban đầu Nguyệt Hà không nhớ ngươi nên mới không tới cứu. Đâu phải nàng ta không thèm để ý hay không thương ngươi. Mạc Vô Tà bật cười, tiếng cười của hắn lẫn cả máu tanh. Hắn ngẩng đầu nhìn Đông Lăng, nàng ấy nhớ. Đông Lăng sửng sốt, nụ cười của Mạc Vô Tà chứa đầy sự căm hận. Hắn gằn từng chữ, nàng ấy nhớ, nàng ấy biết, nàng ấy chưa từng quên. Lần đầu tiên ta và nàng ấy gặp nhau ở địa ngục, nàng ấy đã nhớ ra rồi, nhưng nàng ấy sợ. Mạc Vô Tà cười phá lên, cười mà như khóc, nàng ấy sợ, sợ hủy hoại đạo tâm của bản thân, sợ dính hồng trần. Nàng là tiên quân cao vời vợi trên thiên giới, ta đây chẳng qua chỉ là mây khói lướt qua trong một lần lịch kiếp mà thôi, sao đáng, nàng ấy giả vờ không nhận ra ta. Mạc Vô Tà run run, nước mắt trào ra, nàng ấy giả vờ như không biết bất cứ điều gì. Ma khí cuồn cuộn liên tục bị hút vào trong người Mạc Vô Tà. Hắn hồi tưởng lại quá khứ, năm đó hắn giết hết lũ người ấy xong thì bản thân bị nhập ma. Trong lòng hắn vẫn luôn giữ một chút thiện niệm, hắn nghĩ xuống âm tào địa phủ nhất định sẽ gặp được Nguyệt Hà, hắn vẫn muốn làm người trong lòng nàng. Vậy nên khi Đông Lăng tới, hắn không phản kháng, để Đông Lăng đưa thẳng mình xuống Vô Gian địa ngục. Trước lúc vào địa ngục, hắn chỉ hỏi Đông Lăng một câu, ngươi là Thái Sơn phủ quân, ngươi biết thê tử của ta là ai đúng không? Ta muốn được gặp nàng. Đông Lăng không đáp. Đúng lúc đó, Nguyệt Hà mang văn thư đi từ đằng sau Đông Lăng tới. Phủ quân, tối nay có oan hồn. Còn chưa nói hết, nàng liền đứng sững ra ở đó. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, gió cuốn mây vần trong đôi mắt. Vô Tà, nàng bật thốt. Khoảnh khắc ấy, hắn biết là nàng, chính là nàng. Hắn kéo lê xiềng xích lao tới. Nguyệt Hà, là ta. Còn chưa nói hết, mũi kiếm của Đông Lăng đã chỉ vào hắn, lùi lại nói chuyện, cách một thanh kiếm. Họ đứng nhìn nhau. Đông Lăng quay sang hỏi nàng, ngươi quen hắn? Nàng là thê tử của ta. Mạc Vô Tà gấp gáp hỏi, Nguyệt Hà, nàng đang đợi ta đấy ư? Ta không biết hắn. Nguyệt Hà lạnh lùng mở miệng. Mạc Vô Tà đứng sững tại chỗ, thấy đối phương thản nhiên cung kính nói với Đông Lăng, phủ quân, văn thư ta đã đưa tới phủ của ngài rồi. Nói xong, nàng liền xoay người bỏ đi. Hắn rất muốn đuổi theo nhưng lại bị ngăn trở.
hắn bị áp giải tới vô gian địa ngục, ngày ngày chịu cực hình. Lúc ấy hắn cứ nghĩ mãi, tại sao Nguyệt Hà không chịu nhận hắn chứ? Rõ ràng nàng có nhớ, nàng gọi được tên của hắn, ánh mắt nàng rõ ràng là có nhận ra, rõ ràng là nàng có biết, hắn cứ ở mãi trong vô gian địa ngục chịu tra tấn. Hắn nghe thấy quỷ hồn ở vô gian địa ngục kể chuyện các tiên nhân hạ phàm lợi dụng tình cảm của con người để lịch kiếp, buồn vui một đời của kẻ phàm. Với họ, chẳng qua chỉ là một đoạn số kiếp. Hắn không tin, thế nhưng, một năm, hai năm, hắn chờ người đó, từ chỗ tràn đầy hy vọng tới bước chỉ còn tuyệt vọng. Hắn từng nhìn thấy nàng nhiều lần, nàng đi ngang qua trước mặt hắn, thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng. Nàng không nhìn hắn, liếc một chút cũng không. Thời gian qua lâu, thật lâu, cuối cùng hắn cũng tin. Hóa ra trên đời này thực sự có cách biệt giữa tiên, phàm. Hóa ra trên đời này, thần tiên cao vời vợi thực sự sẽ dẫm đạp lên trái tim của người khác. Một chút thiện niệm trong lòng hắn dần thu nhỏ lại. Hắn đã từng rất yêu nàng, giờ bắt đầu hận nàng. Hận muốn lột da rút gân nàng, hận không thể ăn gan uống máu đối phương. Lúc hắn đã quên cảm giác yêu nàng là thế nào thì nàng lại tới. Nàng cởi dây thừng cho hắn, gấp gáp nói, vô tà, chàng đi đi. Hắn nhìn nàng cười, sao nàng lại tới đây? Không phải nàng không biết ta sao? Nguyệt Hà khựng người, sau đó tiếp tục tháo dây thừng dưới chân cho hắn. Có người nói với ta, đã gọi là kiếp số thì trốn không được, tránh không thoát, chẳng bằng thuận theo. Ta thích chàng, ta muốn cứu chàng, có hậu quả gì, ta tự mình gánh vác. Nàng tháo hết xích cho hắn, ngẩng đầu, nghiêm trang nói, ta đi theo chàng, chức tiên quan này ta không cần nữa, ta đi ma giới với chàng. Mạc Vô Tà bật cười, nàng chịu đi theo giúp ta, có phải ta nên mang ơn nàng không? Vô Tà, nàng nói thích ta, thật ư? Hắn bước tới gần nàng, lệ khí vờn quanh cơ thể. Nguyệt Hà lùi lại một bước, Mạc Vô Tà nhe răng nanh, gằn giọng bảo, thích thật mà lại nhìn ta cùng đường, sát hại chúng sinh, nhìn ta rơi vào vô gian địa ngục, chẳng thèm đếm xỉa, nhìn ta chịu khổ hình trong địa ngục vẫn an hưởng cuộc sống tiên nhân phú quý của mình, thích. Mạc Vô Tà mỉa mai, cái thích của nàng thật là rẻ mạt. Nguyệt Hà im lặng, mặt hơi tái đi nhưng nàng vẫn cứng cỏi đứng đó nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ta quả thực từng có lúc yếu đuối. Vô Tà, ngươi là người phàm, ngươi không hiểu ý nghĩa của kiếp số đối với một tiên nhân. Trước đây ta luôn nghĩ mình cứ trốn tránh là sẽ thoát được kiếp số, nhưng hôm nay ta đã biết, có trốn cũng không thoát được. Ta biết chàng không tin ta, ta sẵn lòng chờ. Nói xong, Nguyệt Hà tự xích tay mình lại, thái độ điềm tĩnh như thường. Chàng chịu bao nhiêu khổ, ta chịu bù lại gấp trăm lần. Vô Tà, ta chỉ mong chàng tin ta, ta quả thực. Nàng từ từ nở nụ cười, đáy mắt long lanh nước, quả thực thích chàng. Hắn không tin, sao hắn tin cho được? Hắn đã từng tin, vậy nên mới đau lòng, tuyệt vọng, rơi vào địa ngục, chịu khổ hình hết ngày này qua ngày khác. Nàng lừa ta. Mạc Vô Tà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc ta còn tin nàng, nàng không tới, vậy thì đừng tới nữa, cả đời này cũng đừng có tới. Hắn rít gào, mây vần gió vũ, sấm sét ùn ùn kéo tới trên đầu hắn. Đông Lăng giật mình lùi lại một bước, sét bỗng giáng xuống người hắn, tà khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Diệp Trần bỗng đáp xuống sau lưng Đông Lăng, sốt ruột gọi, Đông Lăng, sao ngươi lại tới đây? Đông Lăng nghe thấy tiếng Diệp Trần, quay phắt đầu lại. Cùng lúc đó, nhóm Thiếu Hoa cũng vừa tới, thấy tình cảnh sấm sét ầm ầm trước mắt. Thiếu Hoa đưa tay chỉ, thế này là sao, đưa nàng ấy đi. Đông Lăng đẩy Diệp Trần về phía nhóm Thiếu Hoa, Lật Thanh Tử Quy đang cầm trong tay, bình tĩnh đáp, hắn đang độ kiếp, người của ma tộc độ kiếp. Thiếu Hoa hít sâu một hơi, thế còn chờ gì nữa, lên đi. Đông Lăng phất lờ gã, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, vẻ mặt trở nên dịu dàng, quay về chờ ta, được chứ? Chương 143, Chi Tử Vu Quy 14. Tuy là Đông Lăng đặt câu hỏi nhưng một cơn gió lớn đã nổi lên cuốn luôn Diệp Trần đi.
Đông Lăng một khi đã nghiêm túc thì Diệp Trần căn bản không cách nào phản kháng được, cứ thế bị gió cuốn đi thật xa, cùng bị gió cuốn đi với nàng còn có cả Văn Sương. Hai người vừa rơi xuống đất, Diệp Trần đã định quay trở lại đó, Văn Sương giữ nàng lại, nghịch mấy lọn tóc trước ngực mình và bảo, tiên tử chớ nóng, cứ an tâm, chúng ta đứng đây chờ đi, đứng đây chờ thì có ích gì, chúng ta phải cùng xông lên chứ, thêm người thêm sức, chúng ta cũng góp được sức mà. Diệp Trần muốn phát khùng lên trước điệu bộ đũng đà đũng đỉnh của Văn Sương, huynh đệ của đế quân đã đi đối phó với Mạc Vô Tà hết rồi, đế quân chẳng lẽ không định đi giúp một tay sao, ta ư, Văn Sương nhíu mày, xoay xoay cây bút trong tay, kiêu ngạo nói, ta vô dụng. Diệp Trần, vô dụng mà kiêu ngạo vậy sao? Văn Sương nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trần, cũng thấy hơi ngượng một chút, xưa nay ta đánh nhau không giỏi, chẳng qua chạy thì tương đối nhanh, vậy nên Đông Lăng đuổi tiên tử đi, theo bản năng, ta liền chạy theo, có thể bảo vệ được tiên tử. Một khi đã vậy, Diệp Trần lập tức hạ quyết tâm, chi bằng ta ngươi cùng quay lại đó, nếu bọn họ đánh không thắng, chí ít chúng ta còn có thể khiêng họ về, vậy không hay đâu. Văn Sương lắc đầu, Đông Lăng mà biết sẽ mắng ta mất, hắn đã đuổi tiên tử đi, ta không thể để tiên tử quay lại được. Các người, sao các người có thể như vậy chứ? Diệp Trần sốt ruột, nói ra lo lắng trong lòng, chàng mới bảo ta quay về đợi nhưng theo như trong chuyện thường viết thì, chàng ấy nói như vậy, nhất định là sẽ chết. Văn Sương ngẩn người rồi gật đầu, tiên tử nói kể cũng có lý, mắt Diệp Trần sáng lên, đang định nói thêm thì Văn Sương lại tiếp, chúng ta phải trốn xa hơn một chút, nếu Đông Lăng mà cũng chết thì đối thủ nhất định là khá lợi hại. Đế quân, Diệp Trần nổi nóng, sao đế quân lại như thế chứ, ta làm sao? Văn Sương tỏ vẻ lấy làm lạ lắm, tiên tử mới quen biết hắn được bao lâu đâu, ta với hắn cũng coi như là bằng hữu, ta không vội. Tiên tử, vội gì chứ? Nghe vậy, Diệp Trần liền nghĩ, Đông Lăng nói đúng, mấy tên đế quân này chỉ muốn lôi kéo chàng để hưởng sái hào quang, người ngoài toàn nói quan hệ của họ tốt, quan hệ tốt mà như thế này sao? Kể cả không phải là huynh đệ tốt thì cho dù chỉ là tiên hữu, vào thời khắc nguy nan thế này, đáng lẽ cũng phải đi giúp một tay chứ. Diệp Trần mặc kệ đối phương, xoay người định đi một mình, vừa bước được một bước, Văn Sương liền vẽ quanh nàng một cái vòng, Diệp Trần bị vây ở trong, cái vòng này có hơi thở của Đông Lăng, Văn Sương thở dài, trước khi đi, Đông Lăng bỗng cho ta thứ này, ta còn đang nghĩ không biết nó là gì, Đông Lăng thật là hiểu tiên tử, tim Diệp Trần không hiểu sao bỗng dưng lại đập nhanh hơn, Văn Sương nhoẻn cười, sao rồi, động lòng à, thần tiên mỹ mạo chính trực như Đông Lăng đế quân, nữ tiên nào cũng sẽ động lòng. Diệp Trần khẳng khái đáp, Văn Sương phì cười, quay người đi, mở thủy kính, theo dõi tình hình trận chiến, Mạc Vô Tà buông bỏ triệt để thiện, niệm cuối cùng trong lòng dẫn tới việc hắn hoàn toàn hóa ma, gọi lôi kiếp tới, ma vượt qua được lôi kiếp đều là những nhân vật khiến thiên giới cực kỳ đau đầu, ma tộc tu hành vốn là nghịch với ý trời, không được thiên đạo ủng hộ. Cho nên lôi kiếp cũng mạnh hơn so với tiên nhân. Lôi kiếp lần này của Mạc Vô Tà là loại cao nhất từng xuất hiện từ trước tới nay. 81 đạo lôi kiếp. Trước từng có một vị ma thần vượt qua được 69 đạo lôi kiếp đã khiến thiên giới trao đảo nghiêng trời lệch đất. May là sau đó gã đã bị Đông Lăng phong ấn. Giờ Mạc Vô Tà lại chịu những 9981 đạo. Nếu thành công, không khó để tưởng tượng ra ngày sau sẽ có tai kiếp thế nào. Mây đen trên trời tụ lại, xét xé toạt không gian lao xuống như một con rồng lớn. Không ai dám chen ngang vào để chịu một lôi kiếp như vậy. Mọi người đành trơ mắt nhìn Mạc Vô Tà độ kiếp. Ma khí xung quanh ào ào đổ vào trong người Mạc Vô Tà. Đông Lăng cầm kiếm quan sát. Thiếu Hoa nhíu mày. Hắn đang dùng ma khí để đối kháng với thiên kiếp ư? Đông Lăng đã nhận ra điều này từ lâu, đối đầu với đại kiếp, phần lớn mọi người đều dùng cách này để vượt qua, năm đó, chàng cũng đã dùng chính cách này, sử dụng linh khí quanh người để tu bổ cho bản thân, cứng cỏi chống lại lôi kiếp,
Hiện giờ, Mạc Vô Tà đang dùng ma khí xung quanh tu bổ cho cơ thể y. Tất cả những ai từng trải qua thiên đạo đại kiếp nạn năm ấy đều biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tử Vi bình luận, kiếp hôm nay chắc là hắn có thể vượt được. Đông Lăng không nói gì. Sau một hồi trầm ngâm, chàng bỗng đứng dậy, lao về phía lôi kiếp. Lôi kiếp đánh trúng người chàng, da tróc thịt bong. Chàng lao tới trước mặt Mạc Vô Tà, chỉ kiếm đâm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Đối phương hoàn toàn không phản kháng, máu bắn ra tung tóe. Nguyệt Hà giật mình hét lên, không, Tử Quy cắm trong máu thịt của Mạc Vô Tà. Đông Lăng bỗng nhận ra không ổn, vội muốn thu về nhưng Mạc Vô Tà bất ngờ bắt nó lại. Cơ thể hắn cháy đen, bàn tay kia như thể làm bằng than, trông thì yếu nhưng lại có thể giữ chặt kiếm, không rút về được. Y chậm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt cháy đen. Sau đó, y nở nụ cười, mọi người hít sâu một hơi. Đông Lăng biến sắc, lùi về sau. Mũi kiếm cứ ngang lòng bàn tay đối phương nhưng y dường như không có chút cảm giác nào. Y chống người đứng thẳng dậy, động tác vô cùng thong thả, cẳng tay cẳng chân như đã liền lại. Hắn đứng giữa những cột xét, hắc khí quanh người không ngừng chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Hắc khí lao về phía Đông Lăng, nháy mắt bọc kín người chàng. Ngươi cho là, các ngươi có thể giết ta sao? Mạc Vô Tà cười khùng khục. Nguyệt Hà ngơ ngác nhìn, hắc khí ngày càng dày. Hắn đứng giữa những cột xét, như thể tu la dưới địa ngục. Những tia xét như chịu sự khống chế của y, chuyển hướng về phía nhóm Nguyệt Hà, Thiếu Hoa. Y cười ngông cuồng, chẳng ai cản được ta, ác niệm trong trời đất chưa diệt thì chẳng ai có thể cản nổi ta. Nhóm Thiếu Hoa bị sét đánh chạy tán loạn khắp nơi. Mạc Vô Tà kéo theo thiên kiếp đi tới chỗ Nguyệt Hà. Nguyệt Hà không tránh, chỗ nào cũng đều đã bị sét đánh cả rồi. Nguyệt Hà không chịu nổi lôi kiếp, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Mạc Vô Tà đi tới trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng. Y áp tay lên má Nguyệt Hà, nhẹ nhàng nói, thật là đẹp, ánh mắt này. Nguyệt Hà biết, lúc nàng còn là phàm nhân, nàng đội vòng hoa hay mặc váy mới chạy tới chỗ y, nàng thường hay thích hỏi có đẹp không. Khi ấy y chất phát, chỉ biết đỏ mặt cười. Thời gian đằng đẵng thấm thoát trôi đi, cố nhân năm xưa đã thành nấm xương khô, nấm mồ hoang, không còn lưu lại chút vết tích, dù chỉ là trong chuyện kể. Ấy vậy mà, cuối cùng chàng cũng đã học được cách trả lời, thật là đẹp. Thế nhưng câu nói này tới quá muộn, cũng như năm đó nàng đã tới quá muộn. Máu tươi trào ra ngoài miệng, nàng dùng tất cả linh lực để bảo vệ tướng mạo của mình. Trong đầu nàng hiện lên câu ti mệnh phê trong mệnh cách của nàng năm đó. Thiên địa luân, chuyển, vì tình mà sinh. Khi nàng hạ phàm, ti mệnh nói với nàng, mệnh cách của nàng quỷ dị, không biết sẽ gặp phải ai. Sau khi nàng trở về, ti mệnh nói cho nàng biết, người nàng gặp là người sẽ hủy diệt thiên giới. Nếu còn khăng khăng vướng mắc thì thay chất đầy đồng, mệnh của tiên nhân quý lắm sao? Không hề, trong mắt những kẻ mạnh, tiên nhân trăm tuổi, ngàn tuổi, cũng chỉ như con kiến. Nàng sợ, nàng không sợ mình đọa tình kiếp, nàng sợ rằng vì mình mà hại tới chúng sinh. Vậy nên, vừa trở về, nàng liền đi uống canh mạnh bà. Thế nhưng, tình cảm kia quá mãnh liệt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ký ức lại ùa về với nàng như sóng chiều. Từng mảnh hồi ức tái hiện. Dẫu vậy, nàng vẫn khắc ghi vận mệnh của mình. Khắc ghi lời phê trong mệnh cách. Nàng xa lánh, nàng trốn chạy. Có điều là, lúc nào nàng cũng nghĩ tới cảnh tượng y chịu khổ hình ở vô gian địa ngục. Đêm đêm nằm trên giường, chằn trọc không ngủ nổi, hồi tưởng lại những tháng ngày ở nhân gian, sáng hôm sau lại thất thểu đi xin một bát canh mạnh bà, uống đến trí nhớ lại ngày càng rõ ràng thêm, cho tới ngày nàng gặp mẫu thân của mình, nghe được những chuyện đã qua từ miệng một người khác, nàng biết chàng đã trải qua nỗi đau khủng khiếp thế nào, nàng biết mình không thể chịu nổi nữa. Nguyệt Hà nhảy xuống dòng Vong Xuyên, nhớ lại hết thảy, không cách nào quên, tới lúc đó nàng mới hiểu, trốn không thể thoát được, là mệnh thì vẫn cứ là mệnh, nhưng nàng đã tới quá muộn, chàng như người lữ hành đi giữa sa mạc,
đã quen với cô độc, không cần bầu bạn. Hai người họ cách nhau gần như vậy nhưng đã chẳng còn nhìn ra được bóng dáng chàng thuở trước. Khóe môi Nguyệt Hà rớm máu, nàng không gượng nổi, ngã gục trong lòng y. Hắc khí như những lưỡi dao sắc đâm xuyên qua người nàng. Nàng ôm lấy y thật chặt. Xin lỗi. Nàng nức nở nói đi nói lại. Xin lỗi. Xin lỗi. Mặt Vô Tà sững người. Trong chính khoảnh khắc ấy, trời đất bỗng biến hóa bất ngờ. Mặt Vô Tà quay vội đầu lại nhìn, ma khí xung quanh đang bị hút điên cuồng về phía Đông Lăng. Mặt Vô Tà bình yên vô sự đứng đến giờ hoàn toàn là bởi có ma khí chống đỡ. Nếu không còn ma khí giúp y đối kháng với thiên kiếp, y chết là cái chắc. Dừng lại, y căm giận nhìn Đông Lăng quát. Dừng lại. Đông Lăng bất động giữa đám hắc khí, vẻ mặt không đổi. Tốc độ hút hắc khí của chàng nhanh hơn Mặt Vô Tà rất nhiều. Mặt Vô Tà đẩy người Nguyệt Hà ra, ngồi xếp bằng dưới đất, đọ tốc độ hút với Đông Lăng. Thế nhưng, bất kể là về thiên phú hay kinh nghiệm, Đông Lăng đều hơn xa y. Chẳng mấy chốc, ma khí liền loãng hẳn đi. Mặt Vô Tà bắt đầu cảm thấy cơ thể đau đớn, y cắn răng cố chịu. Đông Lăng không chừa lại chút ma khí nào cho y, hút sạch toàn bộ vào người. Từng đợt sét ùn ùn bổ xuống, đạo lôi kiếp cuối cùng rít lên như tiếng rồng ngâm. Toàn thân Mặt Vô Tà đã bị đánh chỉ còn chơ xương trắng, y quỳ rạp dưới đất, thở hổn hển. Chúng đạo lôi kiếp cuối cùng này, y chết là cái chắc, ma khí tiêu hết. Y nằm dưới đất, không hiểu sao lại, thấy trong lòng bình yên, y có cảm giác mình vẫn còn là một thiếu niên, đi gõ cửa từng nhà, cứu tôi. Cứu tôi với, lúc ấy y vừa gọi vừa khóc, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, giờ y không thấy tuyệt vọng, y chỉ thấy thê lương, mông lung, như người đứng một mình giữa nơi hoang dã, không nhìn thấy một ai, không một ai nhìn thấy mình. Tia sét giáng xuống, vẻ mặt y bình thản, không mảy may có chút ham muốn cầu xin, sống hay chết, dường như đều không quan trọng, cả đời y lang bạc kỳ hồ, từng yêu rồi hết yêu. Từng hy vọng rồi lại thất vọng, y không sống tiếp nổi nữa, cũng chẳng muốn nữa. Trong hồi ức, y đi gõ cửa, y cảm thấy sẽ chẳng có ai ra mở cửa cho y. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một bóng người bỗng ngã lên người y. Tia sét đánh trúng người đó, y giật mình, đối phương ôm chặt y, gánh thay toàn bộ tia sét. Nàng dường như rất đau, ôm y rất chặt, gọi đi gọi lại tên của y. Như thể tên y có thể cho nàng thêm sức mạnh. Vô Tà, Vô Tà, Mặt Vô Tà. Y ngây người, chưa kịp làm gì, chưa kịp nghĩ gì thì đợt sét đã kết thúc. Người ấy trong ký ức ra mở cửa cho y. Thiếu nữ tuổi xuân xanh, người mặc váy vải bông, tóc cài châm gỗ, sáng ngời trong trẻo như ánh trăng. Đó là người duy nhất mở cửa cho y. Y quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cô nương ấy. Nàng đẹp hơn năm đó rất nhiều, y phục đã đổi thành vải lụa thêu hoa lộng lẫy, sắc mặt nàng tái nhợt, người đầy máu. Nàng run run xoa hai gò má của y, sống cho tốt nhé, nàng khàn khàn nói. Có rất nhiều người yêu chàng, tương lai sẽ lại có người yêu chàng. Mặt Vô Tà im lặng, nước mắt bỗng lăn dài. Tại sao lại dùng toàn bộ linh lực để duy trì vẻ ngoài của bản thân chứ? Y không hiểu sao mình lại hỏi câu này. Nguyệt Hà sững người, sau đó nở một nụ cười đượm buồn. Ta sợ chàng thấy ta xấu. Nàng luôn luôn thích đẹp, lúc làm phàm nhân đã thế, giờ thành tiên, tới tận khoảnh khắc cuối cùng cũng vẫn sợ chàng thấy mình xấu. Y mở mắt nhìn chừng chừng, lệ tuôn rơi, khuôn mặt nàng bắt đầu rạn nước. Nguyệt Hà ngơ ngác cúi đầu, nhìn cơ thể mình dần dần vỡ vụn cùng với những tia nắng bắt đầu ló ra khỏi mây đen. Nàng bất lực ngẩng đầu lên. Vẫn xấu. Không đâu. Mặt Vô Tà đưa tay chùi nước mắt, sợ nước mắt làm nhòe tầm nhìn, sợ nhìn nàng thiếu mất dù chỉ một chớp mắt. Y không biết tại sao lúc trước mình lại làm nhiều chuyện phi lý như vậy, không hiểu tại sao mình lại nghi ngờ tình cảm của người con gái này. Rõ ràng nàng luôn luôn nói được thì làm được, cũng vĩnh viễn tuyệt đối không lừa dối. Y sao vậy? Tại sao y lại đẩy nàng tới cảnh này? Xin lỗi,
Y vươn tay ra giữ nàng lại nhưng người kia đã chẳng thể đáp lời. Gió lên, nàng tan biến, Mạc Vô Tà không kìm nổi, bật tiếng gào khóc. Nguyệt Hà, Nguyệt Hà, đúng vào lúc này, hắc khí bỗng bùng nổ từ người Đông Lăng, đuổi theo những mảnh vỡ kia, đám hắc khí bao những mảnh vỡ lại, hắc khí tản đi, Đông Lăng chậm chậm mở mắt, mắt chàng đỏ như máu trong một thoáng rồi trở lại bình thường, chàng chống kiếm để đứng, mắt lúc đỏ ngầu lúc lại tỉnh táo, Tử Vi và Thiếu Hoa nhận ra chàng không ổn, cảnh giác đề phòng, Đông Lăng gồng mình đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lúc này, đôi mắt đã sáng trong hẳn, chàng lảo đảo đi tới chỗ đám hắc khí bọc lấy Nguyệt Hà, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc túi khóa hồn, nâng tay lên, thu hết các mảnh nhỏ vào trong, ngươi về dưỡng thương đi, chàng cất túi khóa hồn vào trong ống tay áo, mệt mỏi nói, sau này tới Minh Phủ đưa tin, làm người đưa đò ở Vong Xuyên, độ 3.000, làm việc thiện tích đức thay nàng. Sau khi ngươi độ đủ 3.000 oan hồn, hãy để nàng vào trong cơ thể một người mẹ đang mang thai con gái, nàng ấy sẽ tái sinh. Nghe vậy, Mạc Vô Tà liền ngẩng đầu, kích động hỏi, ngươi bảo nàng ấy có thể, ta đã giữ thần hồn của nàng ta lại, có điều thần hồn đã vỡ vụn hết rồi, cần phải được tẩm bổ. Nói xong thì Diệp Trần và Văn Xương chạy tới nơi, Văn Xương thấy tình hình đã ổn bèn cho Diệp Trần qua đây. Kết quả, Diệp Trần vừa tới gần Đông Lăng liền thuận đà, ngã vào người Diệp Trần vội đỡ chàng, người xung quanh ai nấy cùng hít một hơi thật sâu, Diệp Trần không nhận ra có điều gì bất thường, ngẩng đầu hỏi, sao vậy, Đông Lăng lạnh lạnh lườm mọi người, Thiếu Hoa lập tức xòe quạt che mặt, không có gì, những người khác cũng vội vàng lắc đầu, không có gì, thực sự không có gì cả. Diệp Trần thấy thái độ của mọi người kỳ quặc nhưng không có thì giờ nghĩ nhiều thêm, vội quay lại kiểm tra tình hình của Đông Lăng. Ngươi không sao chứ? Thế nào rồi? Tiên tử không phải lo cho hắn đâu. Thiếu Hoa không nhịn được phải lên tiếng. Năm đó hắn cứng cỏi chịu 9981 đạo lôi kiếp, ngủ một giấc dậy là liền chẳng sao. Hắn khỏe lắm đấy. Nghe vậy, Diệp Trần lập tức thấy không vừa ý, ngẩng đầu lên bảo. Thiếu Hoa đế quân vậy mà là bằng hữu tốt của Đông Lăng sao? Đông Lăng lập tức li mắt nhìn sang. Thiếu Hoa không đoán ra ý của Đông Lăng. Rốt cuộc là phải hay không phải là bằng hữu tốt đây? Thiếu Hoa đế quân dựa vào tài trí thông minh của bản mình, chọn một đáp án nửa nọ nửa kia, miễn cưỡng coi là vậy. Diệp Trần thầm hừ lạnh trong lòng. Nàng đã nhìn thấu trò hề của ba vị đế quân này rồi. Vì thấy Đông Lăng là người thật thà, giỏi đánh đấm, thích đánh nhau, tiếng tăm gần như hoàn mỹ nên ba vị đế quân này suốt ngày lôi kéo quan hệ với chàng để tô vẽ cho danh tiếng của bọn họ. Vừa nãy không có mặt Đông Lăng, Văn Sương nói với nàng hay lắm, hùng hồn lắm, giờ ở trước mặt Đông Lăng, chẳng ai dám ho he, Thiếu Hoa cũng chỉ dám dùng một cách miêu tả chung dung như vậy. Diệp Trần không vạch mặt đối phương mà chỉ nói, đã là bằng hữu vậy thì nên xem lại, Đông Lăng đế quân một mình chịu lôi kiếp thật không dễ, các vị không giúp là đã coi là sai rồi, sao biết Đông Lăng đế quân ngủ một giấc dậy liền hoạt bát khỏe mạnh, Đông Lăng thấy hơi chột dạ, kỳ thực lời Thiếu Hoa nói cơ bản là thật, tuy nhiên, lúc này, chàng không dám nói chân tướng ra, đành phải dựa vào người Diệp Trần, lặng lẽ gật đầu, ngươi còn gật, cái gì? Bị Diệp Trần mắng, Thiếu Hoa quay qua chút sang Đông Lăng, ta, vì sao ta nói vậy, ngươi không biết hay sao, Đông Lăng hiểu vì sao Thiếu Hoa tức, người năm đó ở bên chăm lo cho chàng chính là Thiếu Hoa vốn là tới xem có cần chuẩn bị tang lễ cho chàng hay không, không ngờ cuối cùng lại thành bảo mẫu cho chàng chẳng những không chết, còn trở thành người hiếu chiến nhất thiên giới, chàng không trêu Thiếu Hoa nữa. Yếu ớt nói, Diệp Trần à, ta mệt, nên đi nghỉ thôi. Diệp Trần liền làm như lúc trước bàn với Văn Sương, mỗi người khiêng một người, vội vã rời đi. Diệp Trần muốn bỏ rơi đám người này lại nên cố ý chạy thật nhanh. Họ tới một quán trọ, sau khi trẩn bệnh cho Đông Lăng xong liền ngồi xuống luyện đan. Đông Lăng nằm trên giường nhìn nàng, dưới ánh đèn,
những đường nét gợi cảm trên khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ bị vẻ nghiêm túc lấn át, trông đẹp tới bất ngờ. Chàng lẳng lặng ngắm, Diệp Trần nhanh tay luyện ra một viên đan dược, đút tới tận miệng cho chàng, chờ chàng ăn xong mới thở phào nhẹ nhõm. Thuốc này để củng cố căn cơ, mai ta sẽ luyện cho ngươi thứ tốt hơn nữa. Đông Lăng gật đầu, nghĩ rồi nói, thực ra ta cũng không bị nặng lắm, ngươi thật là, không hiểu sao, thấy đối phương nằm trong chăn, mặt tái nhợt, ánh mắt hiền lành, Diệp Trần bỗng chốc quên mất thân phận của chàng, thốt ra lời như của một bà mẹ già, chỉ được cái cậy mạnh. Nói xong, Diệp Trần mới giật mình, vội giải thích, ta, đúng thế. Đông Lăng thở dài, nhìn Diệp Trần đầy dịu dàng, sau này ở trước mặt nàng thì không cần cậy mạnh nữa. Chàng gối đầu lên đùi Diệp Trần, ngửa đầu lẳng lặng nhìn nàng, sau này nếu ta làm nũng, nàng dỗ ta có được không? Ánh mắt chàng trong veo, dịu dàng như một thiếu niên. Diệp Trần ngơ ngác nhìn chàng, thấy chàng vươn tay lên, đặt lên cổ mình, nàng cúi xuống thuận theo lực kéo của chàng, môi áp lên môi, mềm mại và ấm áp. Diệp Trần bất giác nhắm mắt lại, Đông Lăng gối một tay ra sau đầu, mở mắt tủm tỉm nhìn cô nương trước mặt đỏ mặt, hàng mi run run, đến hít thở cũng hồi hộp. Thật đẹp, thật ngọt ngào, chàng rất thích. Chương 144, Chi Tử Vu Quy 15. Có đôi khi Đông Lăng nghĩ không biết mình đã để ý người con gái này từ khi nào. Chàng nhớ thuở ấy hồng hoang chưa có nhật nguyệt, ban đầu chàng chỉ một mình độc hành giữa thế gian, tình cờ chàng giết được một con phượng hoàng bèn lấy gân phượng hoàng và gỗ bồ đề ngàn năm làm một cây cầm, lúc làm lúc ngừng, mất gần 100 năm chàng mới làm xong cây cầm đó. Khi ấy, dưới gốc bồ đề có cao tăng nhà Phật giảng đạo, Phật âm quanh quẩn xung quanh suốt ngày đêm, ngày cây cầm này làm xong, có phượng hoàng tới hót, Đức Phật đi ngang qua thấy cây cầm trong tay chàng, mỉm cười bảo, ồ, là linh vật à, linh vật, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có thần trí. Tuy nhiên, với chuyện chưa thành sự thực, Đông Lăng luôn không ôm quá nhiều hy vọng. Đồ ấy, chàng cõng cây cầm này theo, từ một thân một mình giữa hồng hoang biến thành một người một cầm. Giữa hồng hoang, thủ hồng hoang chưa có âm luật, chàng gãy loạn linh tinh, cuối cùng cũng học được cách tấu khúc. Lúc tấu được thành khúc mới thấy trong cây cầm này có linh khí, chàng mơ hồ có cảm giác ở trong nó có một chùm sáng lủi qua lủi lại ở bên trong. Lúc Đông Lăng vui nó cũng vui theo, bơi ra tay chàng, cọ vào lòng bàn tay. Lúc Đông Lăng buồn, nó cũng buồn, chậm chậm trôi trong tay chàng như an ủi. Lúc ấy, chàng rất mừng, cho dù thiên phú bất phàm, chàng vẫn chỉ là một thiếu niên, ở một mình lâu. Có thêm một thứ theo cùng, khó tránh việc có cảm tình. Dạo ấy, ngày nào chàng cũng bỏ rất nhiều thời gian cho cây cầm này, mài dũa nó, mua dầu, bảo dưỡng cho nó. Linh thức của cây cầm này ngày một mạnh, trong lòng chàng bắt đầu sinh ra cảm giác nửa lo lắng nửa mừng vui. Nó sắp biến thành người rồi ư, nếu biến thành người, trông nó sẽ thế nào, nó sẽ biến thành nam hay nữ, tính tình sẽ thế nào đây? Nó sẽ thích chàng chứ, liệu có nhớ chàng không? Trong lòng chàng có vô vàn câu hỏi, để tăng cường tình cảm với linh thức của cây cầm, thậm chí chàng còn ôm nó đi ngủ, nói chuyện với nó mỗi ngày. Ta là chủ nhân của ngươi, sau này ngươi thức tỉnh phải nhớ nhớ ta. Thiếu niên Đông Lăng nghĩ đoạn lại bổ sung thêm, không chỉ phải nhớ ta, ngươi còn phải tốt với ta, báo đáp ta, coi ta là người quan trọng nhất của ngươi. Không được rời khỏi ta, phải làm bạn với ta, thế giới của ngươi chỉ có ta thôi, có hiểu không? Linh thức không biết nói, nó bơi qua bơi lại, cọ vào tay Đông Lăng. Đông Lăng nhoẻn cười, búng ngón tay vào chùm linh thức kia, thế là nó liền run run rồi lại quay lại cọ tiếp. Cứ thế, hạ qua đông đến, thân cầm được chàng vuốt nhiều tới mức bóng loáng, không nhớ cụ thể đó là hôm nào, hôm đó. Chàng đánh nhau với người ta, bị trọng thương. Sau khi tung chiêu kiếm cuối cùng kết liễu đối phương, chàng cũng bị đối phương tung độc làm mù hai mắt. Trong lòng chàng sợ hãi, mò mẫm quay lại chỗ chàng bỏ cầm. Ngươi không sao chứ? Chàng chạm thử tay vào cây cầm, người chàng chằng chịt thương tích.
tay cũng bị cắt một vết thương hở, linh thức kia nổi trên dây cầm chạm vào chàng, cuối cùng chàng cũng yên lòng, nằm vật xuống đất, chàng gác tay lên thân cầm, thở phào nhẹ nhõm, không sao, là tốt rồi, nói xong, chàng dần dần ngất đi, máu của chàng rớt xuống thân cầm, nhận được máu của chàng, luồng thần thức kia hóa hình thành người, xưa nay chàng vẫn biết nàng ngốc, lúc còn là linh thức đã thấy ngốc nghếch rồi, nào ngờ thành người rồi lại càng ngốc hơn. Lúc chàng tỉnh lại, xung quanh vẫn có linh khí của linh thức mà chàng quen thuộc nhưng lại có nhiều thêm giọng một người. Trong lòng chàng biết là đối phương đã cứu chàng nhưng đối phương không chủ động nói. Chàng đành chủ động mở lời, là ngươi cứu ta à? Đúng, là ta, ngươi đừng có mà lấy oán trả ơn đấy. Đối phương căng thẳng đáp, chàng mím môi im lặng. Chàng quen thuộc với linh khí của nàng nhưng trong giọng điệu của nàng thì không có chút nào có vẻ như là quen biết chàng. Lúc ấy, chàng hơi giận, thấy sao linh thức này lại kém cỏi như vậy. Chàng đã dặn đi dặn lại vậy rồi mà vẫn quên được. Thế là chàng rỗi, không nói chuyện với nàng. Cây cầm ngốc này thế mà cũng chưa đến nỗi ngốc hẳn, vẫn còn biết đường đi theo chàng. Trong lòng chàng thấy vui vui nhưng không muốn nói ra, lúc nó vẫn là cầm. Chuyện gì chàng cũng nói với nó, giờ nó đã thành hình người, chàng lại chẳng muốn nói gì cả. Không phải vì chàng thấy lạ lẫm mà vì trong lòng chàng có chút cảm xúc phức tạp, không nói rõ được. Chàng vẫn luôn hy vọng trong lòng nó chàng sẽ là một thần tiên cao lớn, hoàn mỹ. Tuy giận nàng không nhớ chàng nhưng chàng cũng thầm thấy may mắn vì khi nhớ lại những lúc mình từng nói luyên thuyên với nàng, chàng chỉ thấy ngớ ngẩn chết đi được. Chính bởi tính nết chuyện gì cũng chôn giấu trong lòng, muốn giữ hình tượng đẹp đẽ trước mặt người ta của thiếu niên mà tới khi chàng quay đầu lại, người ấy đã không còn chút tâm tích nào nữa. Chàng cho nàng ăn nhiều linh chi, chân bảo như vậy, ngày ngày đêm đêm chờ mong sau khi mắt khỏi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Vậy mà ngay trước khi mắt chàng sáng trở lại, nàng lại bỏ chạy. Trước nay chàng chưa từng ngờ có ngày nàng sẽ bỏ đi. Chàng cứ ngỡ rằng nàng sẽ luôn ngốc nghếch đi theo sau lưng mình, chỉ gọi này một tiếng, nàng lập tức sẽ phân biệt được có phải là gọi nàng hay không rồi vui vẻ chạy ra, vừa ngốc vừa đáng yêu. Nào ai ngờ một người trông rõ yếu đuối, không có chút dũng khí nào như thế sẽ đột ngột rời khỏi người mà nàng đã làm bạn hơn 1000 năm chứ. Đông Lăng từ từ tỉnh lại khỏi giấc mơ, trong lòng thấy đôi chút bất an, chàng nghiêng đầu nhìn. Thấy Diệp Trần ngồi bên cạnh luyện đan, đan dược quay tròn theo đầu ngón tay của nàng, đầu ngón tay nàng biến ra lửa luyện chỗ thuốc đó, là tam muội chân hỏa. Đông Lăng nhận ra lửa do đầu ngón tay Diệp Trần biến ra, Diệp Trần vui vẻ quay đầu lại, ngươi tỉnh rồi à? Đông Lăng dịch người vào trong, mỉm cười vỗ vỗ chỗ sườn trống, lại đây, ánh mặt trời sớm mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào người Đông Lăng. Đông Lăng một tay chống đầu, tóc để xõa, rạng rỡ dưới nắng, người này đẹp như một bức tranh thủy mặc, mang theo cả nét phóng khoáng riêng có của một bức thủy mặc đồ. Chàng mỉm cười nhìn Diệp Trần, tim Diệp Trần đập rộn lên, nàng chẳng hề trách gì mình, chỉ cảm thấy, người như vậy, đổi lại là bất cứ ai khác nhìn thấy mặt dịu dàng này của chàng cũng đều khó mà ngăn nổi xốn sang. Chẳng qua nàng không dám thể hiện ra vì nàng cũng biết chàng có một mặt khác lạnh lùng, vô tình. Nàng cho rằng, cho dù đã là bại tướng, cũng phải là một bại tướng có danh dự. Nàng đứng dậy, cất đan dược vào trong lò luyện đan, ngồi xuống cạnh Đông Lăng, cúi đầu hỏi, đế quân thấy không khỏe ở đâu à? Không phải, giọng Đông Lăng nghe lười biếng, chàng cúi nhìn ngón tay nàng, tam muội chân hỏa là bí thuật của tộc Phượng Hoàng. Sao nàng lại biết? Hơn nữa, nàng là một cây mộc cầm vậy mà không sợ lửa à? Đây là điểm lợi hại của ta. Diệp Trần lập tức đắc ý, kiêu ngạo nói, dây cầm của ta, đang định nói tiếp. Diệp Trần bỗng cảm thấy thực ra chuyện này có hơi tàn nhẫn. Đông Lăng biết rõ ý của nàng, vươn tay nghịch tóc Diệp Trần, cười bảo, dây cầm làm từ gân phượng hoàng à? Ôi, đế quân quả là thông minh. Đông Lăng mỉm cười không đáp, Diệp Trần nghĩ ngợi, tính vãn hồi một chút hình tượng nên nói, nhưng ta cho là,
chỉ là Phượng Hoàng chết thôi. Ồ, tại sao lại cho là như vậy? Ta nghĩ, Diệp Trần có vẻ buồn buồn. Nếu thực vì ta mà giết mất một con Phượng Hoàng thì tội đúng là lớn quá. Ừ, nàng yên tâm đi. Đông Lăng nhẹ nhàng lên tiếng, gạt bỏ nỗi băn khoăn của nàng. Con Phượng Hoàng đó không phải vì làm ra nàng mà bị giết. Làm sao ngươi biết? Diệp Trần tò mò. Đông Lăng cong ngón tay gọi, nàng lại gần đây, hôn ta một cái, ta nói cho nàng biết. Diệp Trần nhìn tràn đầy vẻ nghi ngờ. Đông Lăng nhíu mày, sao? Đế quân, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Vậy đừng nói. Đông Lăng mỉm cười. Diệp Trần nghẹn lại, cuối cùng vẫn phải nói, không được, để ta nói. Đế quân, ta cảm thấy ngươi bây giờ khác xa ngươi trước đây. Ồ, đế quân hiện giờ có vẻ, Diệp Trần nghĩ sao cũng không tìm ra được từ thích hợp. Nàng luôn cảm thấy, sau khi họ ngủ với nhau, Đông Lăng dường như rất khác nhưng nàng cũng không nói rõ ra được là khác chỗ nào. Cẩn thận ngẫm lại thì đại khái là, trước đây dường như Đông Lăng không hiểu gì cả, còn hiện giờ, chẳng những cái gì nên hiểu đều hiểu mà cả những cái không nên hiểu cũng đều hiểu hết rồi. Sau này, Diệp Trần học được từ chỗ Văn Sương một từ. Văn Sương đúng là một đế quân có văn hóa, đến cả từ miêu tả cũng cô động, xúc tích, nó gọi là lã lơi. Đông Lăng hiện giờ so với đế quân cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần trước đây thì đúng là cực kỳ khác. Diệp Trần hiện giờ vẫn chưa có dịp nói chuyện với Văn Sương, vậy nên nàng đành phải nghĩ cách diễn tả. Trước đây đế quân, nói đế quân không có bằng hữu, ta thấy quan hệ của đế quân với các vị thiếu hoa đế quân có vẻ cũng không tệ. Đông Lăng gật đầu, bọn họ hay thích tới tìm ta nhưng ta không thích bọn họ. Diệp Trần ngẫm lại thấy cũng phải, mấy vị đế quân kia trông qua cũng không giống những bằng hữu tốt biết quan tâm chàng. Diệp Trần tiếp tục nói, trước đây đế quân có vẻ không hiểu nhiều về chuyện đó, những chuyện đó đó, chuyện gì? Đông Lăng nhìn nàng, mắt trong veo như làn nước. Diệp Trần đỏ mặt, thì là chuyện giường chiếu ấy, đế quân có vẻ không hiểu, cho dù hiểu thì cũng không giống như bây giờ. Giờ thì sao? Đông Lăng cười khẽ, lồng ngực hơi rung lên. Diệp Trần bất giác bị thu hút nhìn theo, y phục của chàng rộng rãi, lúc ngủ, cổ áo hơi nới rộng, để hở phần lồng ngực trắng ngần. Diệp Trần nhìn chăm chú, nào xương quai xanh, nào nước da chân mịn như ngọc. Diệp Trần nuốt nước bọt, nói ra cụm từ kia, quyến rũ động lòng người. Đông Lăng bật cười to, chàng vung tay áo, kéo nàng nằm xuống. Diệp Trần ngã vào lòng chàng, Đông Lăng cúi đầu nhìn nàng. Diệp Trần, nàng thật là thú vị. Chương 145, Chi tử Vu Quy 16 ngã vào trong lòng Đông Lăng. Tim Diệp Trần đập thình thịch, nàng chống người muốn ngồi dậy nhưng lại bị áp hẳn xuống giường. Người kia lật người đè lên, Diệp Trần đẩy chàng ra, Đông Lăng liền đè tay nàng lại. Diệp Trần, chàng kề sát vào tai nàng nói nhỏ, có lẽ ta phải nhờ nàng giúp một chút. Họ kề sát gần nhau, phản ứng của chàng, Diệp Trần hết sức rõ ràng. Tuy đây là chuyện đã thỏa thuận từ trước nhưng không hiểu sao Diệp Trần vẫn cảm thấy ấm ức như mình bị người ta lừa mắc mưu. Đế quân, nàng đỏ mặt né tránh những cái hôn gần gũi thân thiết của Đông Lăng, hỏi lại một lần nữa, đế quân thực sự không hiểu chuyện này sao? Nghe hỏi vậy, Đông Lăng dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghiêm túc. Trước nàng, ta chưa từng kết giao với nữ tiên nào. Ta cũng chưa bao giờ nói chuyện với nữ tiên nào nhiều như với nàng. Diệp Trần, chàng vuốt tóc nàng, vẻ mặt dịu dàng, nàng thì khác, trước nay, ta chỉ có một mình nàng. Diệp Trần im lặng, nàng cảm thấy trái tim mình đã tan chảy thành nước, rõ ràng vẫn luôn dặn lòng không được xa chân vào nhưng nghe người ấy nói ra những lời này, nàng lại có cảm tưởng dù chết cũng cam lòng, nàng kiềm chế bản thân. Ngoài mặt tỏ ra trấn tĩnh, đế quân đã là một tờ giấy trắng thì ta cũng đành xả thân vì nghĩa vậy. Đông Lăng cười khẽ, ra vẻ trần trừ, vậy bổn quân tại đây xin đa tạ bằng hữu khẳng khái hiến thân trước. Hai người quấn lấy nhau từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn rồi lại quấn từ lúc mặt trời lặn tới lúc mặt trời mọc ngày hôm sau.
hễ tỉnh là lại dính ngay lấy nhau, mệt thì ngủ. Tới khi nhóm Thiếu Hoa, Văn Sương, Tử Vi tới thì 4 ngày đã trôi qua. Diệp Trần cảm nhận được sự hiện diện của họ từ xa, giật mình vội đẩy Đông Lăng đang đè trên người nàng một cái, nói nhỏ, đế quân, có người đến. Đông Lăng bực dọc ngẩng đầu lên, bên ngoài đã có tiếng gọi sốt sắng của Thiếu Hoa. Đông Lăng, ngươi thế nào rồi, chờ ở ra ngoài. Đông Lăng lạnh lạnh đáp. Thiếu Hoa sững người, nghe thấy trong phòng có tiếng lách cách. Một lúc sau, cả nhóm loáng thoáng nghe thấy Đông Lăng dịu dàng nói, nàng ngủ một lát trước đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nàng không cần phải ra tiếp bọn họ cũng không muốn gặp nàng đâu, mình ta đi là đủ rồi. Được, ta sẽ mua vịt nướng cho nàng cứ ngủ đi. Tối qua đùa vui ồn ào lâu, nàng ngủ đi một lát, ta về. Ừ, thì không đùa vui ồn ào. Đông Lăng rõ ràng là đã dậy từ trước nhưng vẫn nán lại nói chuyện với Diệp Trần. Bọn Thiếu Hoa đứng ngoài mắt nhìn mũi nhìn bụng, bụng nhìn bàn chân, không hề nhúc nhích. Một lát sau, đoàn người nghe thấy tiếng mở cửa. Đông Lăng vung tay bày một cái kết giới rồi đóng rầm cửa lại. Chàng mặc một bộ y phục trắng, áo khoác ngoài trắng, tóc để xõa, toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Ngồi vào phòng, nghiêm mặt nói, ngồi đi, ầy. Làm phiền chuyện tốt của ngươi, bọn ta chân thành xin lỗi. Nghẹn một hồi lâu, Tử Vi là người mở miệng trước tiên. Đông Lăng nhíu mày cười gằn, các ngươi cũng biết thế à. Tử Vi nín thinh, vội lùi lại một bước, đứng nấp sau Thiếu Hoa. Khụ khụ, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, nhất là loại vừa mới biết mùi như ngươi. Ta hiểu. Văn Sương ra vẻ vô cùng có kinh nghiệm, gật gù nói, ta hiểu. Ngươi ngậm miệng lại được rồi. Đông Lăng đáp thẳng thừng, liếc một cái sắc lẹm như dao. Văn Sương lập tức che miệng lại, thối lui một bước. Đông Lăng đưa mắt về nhìn Thiếu Hoa, kẻ dần đầu đoàn người, cầm chén trà lên bảo, tốt nhất là ngươi hãy cho ta một lý do không đánh ngươi. Chúng ta làm huynh đệ bao nhiêu năm. Thiếu Hoa vừa mở miệng, Đông Lăng liền chặn lại, ta xử lý cục diện rối rắm giúp ngươi còn ít à. Nửa câu còn lại của Thiếu Hoa phải nuốt ngược vào trong. Y vốn định khóc lóc kể khổ một chút nhưng chợt nhớ tới chuyện Đông Lăng sở dĩ trở thành một kẻ hại. À không, một kẻ cường hào ác bá trên thiên giới mấy năm qua cũng do y đóng một phần nguyên nhân rất lớn. Những người Đông Lăng từng đánh suốt mấy năm qua, chiếm quá nửa là đánh giúp thay ba người họ. Dù rằng chính Đông Lăng cũng thích thế nhưng Thiếu Hoa cũng không thể không biết tốt xấu. Đành ho một tiếng rồi bảo, ngươi cũng không cần phải nóng vội gấp gáp như vậy. Thanh niên trai tráng, một giọt tinh 10 giọt máu, vừa mới bắt đầu thì nên kiềm chế một chút. Ngươi có thôi đi không? Đông Lăng ngắt lời y, ảo tưởng muốn tiếp tục bắt chuyện của Thiếu Hoa vỡ tan cành. Y hít sâu một hơi, quay về chính sự, người ngươi không sao chứ? Không sao, ý ta không phải hỏi cơ thể ngươi. Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh Đông Lăng, mày nhíu lại, ta đang nói cái phong ấn của ngươi ấy, trong tiên ma đại chiến năm đó, không làm sao tiêu diệt được ma thần. Đông Lăng bèn biến cơ thể mình thành bình chứa để nhốt vị ma thần kia. Vị ma thần kia cũng giống Mạc Vô Tà, đều là phàm nhân sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, sau khi chất trữ quá nhiều ác niệm, vượt 69 đạo lôi kiếp thì phi thăng. Sau khi phi thăng, y rất thông minh, không vội hiện thế, ẩn náu để lặng lẽ tu luyện. Thế nên, mặc dù ban đầu thiên phú chỉ bình thường nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ khiến thiên giới phải thúc thủ vô sách. May mà thiên giới có Đông Lăng, tuy Đông Lăng không giết được y nhưng cũng đã giam được y lại. Y dù sao cũng là do ma khí thúc đẩy chuyển hóa mà ra. Lần này Đông Lăng hút ma khí vào trong người. Điều mọi người lo lắng nhất là chỗ ma khí này sẽ đánh thức ma thần bị phong ấn, khơi dậy bản tính điên cuồng kia. Đông Lăng im lặng, Thiếu Hoa vỗ tay, xảy ra chuyện rồi đúng không? Ta biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà, ngươi đừng nói lung tung. Đông Lăng buộc phải nói, là vì không thấy có chuyện gì nên ta mới không biết phải nói với ngươi thế nào. Không có chuyện gì, thế thì cứ tạm thời quan sát đã. Thiếu Hoa cân nhắc tình hình, ngươi đừng lo lắng quá. Ừ, Đông Lăng gật đầu rồi hỏi, còn chuyện gì nữa?
Một chuyện nữa là, ta tới để đưa thiệp mời. Nói đoạn, Thiếu Hoa lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thiệp, trịnh trọng bảo, hội bàn đào 3000 năm mới có một lần, lần này nể mặt chút nhé. Chương 146, Chi tử Vu Quy 17 hội bàn đào 3000 năm mới có một lần, do Tây Vương Mẫu tổ chức, là ngày hội xem mắt của thiên giới, là một yến hội có chất lượng và phẩm giá cao. Hầu hết các nam tiên nữ tiên đều tranh thủ cơ hội này để quyến rũ, gạ gẫm nhau. Trước nay Đông Lăng không hề tới vì hầu như lần nào chàng cũng hỏi một câu hỏi mang tính quyết định. Đánh nhau à? Không đánh hả? Vậy không đi. Chuyện hội bàn đào này, thực ra Vương Mẫu gửi thiệp mời chàng nhưng cũng thấy sợ. Sợ chàng đi, lỡ như chẳng may lại gây xích mích với mấy thần tiên khác thì thật khó coi. Nhưng với thân phận của Đông Lăng, nếu không gửi thiệp tới thì lại sợ chàng nghĩ nhiều. Vậy nên, cứ cách 3000 năm, Vương Mẫu lại nơm nớp lo lắng gửi thiệp mời một lần để rồi lại nơm nớp lo sợ chờ đợi. Chờ xem liệu Đông Lăng có đến. Đông Lăng đến, vậy nhất định có nghĩa là cái cây trà Đông Lăng có tâm tư đơm hoa. Hội bàn đào của Vương Mẫu sẽ được nâng cao thể diện, nhưng cũng sợ Đông Lăng đến. Ai biết có phải là Đông Lăng tới yến hội để kiếm chuyện hay không? Lần này thực ra Thiếu Hoa chẳng qua chỉ mời đại như vậy để tỏ ý mà thôi. Nào ngờ Đông Lăng cầm thiệp đọc xong thì cau mày hỏi, yến hội này trước đây Diệp Trần đã đi bao giờ chưa? Diệp Trần nào? Ba vị đế quân ngơ ngác trong thoáng chốc rồi sực nhớ ra trên chiếc giường đằng sau cánh cửa kia có một cô nương. Tất cả mọi người đổ dồn mắt vào nhìn vị Thiếu Hoa đế quân rất am hiểu về các nữ tiên. Thiếu Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Có đi, lần nào cũng đi. Làm sao ngươi biết? Văn Sơn cười tủm tỉm. Với thân phận của ông Sơn Tiên Chủ, e là không vào nổi đại điện thì phải. Yến hội cũng có phân chia cấp bậc. Các tiểu tiên cấp thấp nhất thì đi dạo loanh quanh ở bên ngoài. Cấp trung đẳng thì nể mặt một chút, được vào vườn bàn đào đi dạo. Cấp bậc cao quý như đế quân, thiên quân, vương mẫu, long vương các kiểu thì mới được vào đại điện. Diệp Trần là một thần tiên nho nhỏ, tuy là đại thần thượng cổ từ thời Hồng Hoang nhưng vì hàng năm sống quá hèn nhát, không hề có chút cống hiến nào với thiên giới, vậy nên chỉ được xếp vào hạng trung đẳng, được đi dạo ở vườn bàn đào. Văn Sương hỏi đúng ngay chỗ hiểm. Đông Lăng mỉm cười nhìn Thiếu Hoa, Hoài Nhã hỏi, Thiếu Hoa chú ý nàng ấy tới vậy sao? Thiếu Hoa toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay, đừng hiểu lầm, chủ yếu là do muốn không chú ý cũng khó, lần nào nàng ấy cũng ghé vào sườn đại điện nhìn trộm ta, vẻ mặt mọi người trở nên khá thú vị. Văn Sương cầm cây bút trong tay, trầm ngâm nói, lần nào cũng nhìn trộm à, Đông Lăng chịu hồi tử quy ra. Thiếu Hoa lập tức quay đầu nhìn Tử Vi, còn nhìn cả ngươi nữa. Tử Vi vội lùi lại một bước, không phải, không có ta, xin cáo lui. Đông Lăng ngồi trên ghế, cầm khăn lau thân kiếm, cúi đầu im lặng. Thiếu Hoa lập tức khai hết mọi điều mình biết ra. Thật đấy, Đông Lăng à, Diệp tiên tử, không chỉ nhìn trộm ta mà ai đẹp nàng ấy cũng nhìn, cùng nhìn trộm với Nguyệt Hà tiên tử. Ba đế quân bọn ta thì thôi, cả dưa vẹo táo nức long tam thái tử nàng ấy cũng nhìn. Đông Lăng nghe vậy, ngẩng đầu lên, giọng nhạt nhẽo, thế sao nàng ấy không tới nhìn ta, chẳng lẽ ta không đẹp bằng các ngươi hay sao? Ba người kia nín thinh, Tử Vi có hơi thẳng tính, không nhịn được nên nói, ai cho ngươi tự tin vậy? Đông Lăng nhíu mày, không phải thực là vậy sao, còn cần phải ai cho ta tự tin nữa? Văn Sương hít một hơi thật sâu, ta không đỡ nổi nữa rồi, ta đi đây. Nói xong, Văn Sương liền hóa thành một luồng sáng biến mất. Tử Vi nhìn, quyết định đi theo Văn Sương. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Thiếu Hoa. Đông Lăng nhìn sang Thiếu Hoa, Thiếu Hoa gượng gạo nói, trước đây các nữ tiên nhìn trộm ngươi, không phải đều bị ngươi đánh cho tàn phế rồi ném trả về nằm ở chỗ y tiên hơn nửa năm hay sao? Dám đi nhìn trộm ngươi, thế chẳng phải là liều mạng à? Đông Lăng im lặng, thấy cũng khá có lý, ngẫm nghĩ chốc lát, chàng lại hỏi tiếp, thế, có nam nhân nào bị nhìn trộm tiếp cận Diệp Trần không? Chuyện này,
Ta đâu biết, Thiếu Hoa thấy Đông Lăng đúng là hỏi khó mình. Đông Lăng ừ một tiếng, thế ngươi phải đi lo mà biết đi. Nếu ngươi không biết, Đông Lăng ngẫm nghĩ, ta sẽ nói cho Đông Hải nhị công chúa và đại hoàng nữ của Phượng tộc biết chuyện ngươi bắt cá hai tay. Ngươi đừng có nói bừa thế. Thiếu Hoa vội nói, ta và các nàng ấy chẳng có gì cả. Ta là một người trung tình. Ha ha, được rồi. Thiếu Hoa giơ tay, ta đi tìm hiểu. Ngươi nhất định không được nói bừa. Ừ, Đông Lăng gật đầu, nghĩ đoạn lại nói thêm. Còn một chuyện này nữa. Gì? Thiếu Hoa đang định đi, bỗng nghe Đông Lăng bảo, hội bàn đào năm nay ta sẽ đi. Thiếu Hoa sững người, có tiếng Diệp Trần gọi, đế quân, mọi người vẫn chưa nói xong à? À, xong rồi. Đông Lăng lập tức đổi giọng dịu dàng, búng tay mấy cái, kết giới liền biến mất. Chàng đẩy cửa đi vào phòng, đóng cửa lại. Thiếu Hoa đứng ngoài, nghe thấy giọng Đông Lăng dịu dàng, sao vậy, nhớ ta à? Thiếu Hoa run lẩy bẩy, lập tức hóa thành một luồng sáng, chạy nhanh hết tốc lực, chớp mắt liền biến mất. Y cảm thấy mình đã biết được quá nhiều. Lúc Đông Lăng trở lại phòng, Diệp Trần đã mặc y phục chỉnh tề, bày một dãy trai trai lọ lọ trên bàn, ngồi quỳ một bên, cung kính chờ Đông Lăng. Trong lúc Đông Lăng đi ra ngoài, cuối cùng Diệp Trần cũng bình tĩnh lại, không có Đông Lăng lúc nào cũng dụ dỗ làm phiền. Diệp Trần có thể suy nghĩ một cách bình thường. Diệp Trần không phải đứa ngốc. Nàng bắt đầu nhìn ra, gã Đông Lăng này không đơn thuần, hồn nhiên như y vẫn thể hiện ra ngoài. Trong lòng nàng hiểu nhưng vẫn cứ mắc mưu. Nàng thấy hơi hoảng. Các đế quân kia đều là những kẻ chơi bời phong lưu. Ví dụ như Thiếu Hoa, cứ cách mấy ngày lại có nữ tiên đánh nhau vì y. Chuyện này cả thiên giới đều biết. Diệp Trần thích người đẹp nhưng chẳng qua cũng chỉ nhìn, tỷ như Thiếu Hoa chẳng hạn, nàng cảm thấy nếu Thiếu Hoa ái ân với mình thì đó không gọi là đùa bẩn mà phải là đùa bẩn lẫn nhau. Nàng thích sắc đẹp của y, y thích thân thể của nàng, hai người không có ai thật lòng thật dạ, tất nhiên sẽ chẳng có ai bị tổn thương. Nhưng Thiếu Hoa với các nữ tiên khác thì, Diệp Trần thấy, chuyện không phải như vậy. Ví dụ như Thanh Hà tiên tử mà nàng quen, cô nương đó có thân phận cao quý, hồn nhiên, ngây thơ, luôn cho rằng Thiếu Hoa là một vị đế quân đơn thuần. Những tiếng xấu tạp nham kia đều là do bị người hiểu lầm, cố ý nói xấu. Hơn nữa, cho dù Thiếu Hoa đúng thực là một kẻ lãng tử, nàng ấy cho rằng mình có thể khiến y lãng tử hồi đầu. Cô nương ngốc như vậy Diệp Trần đã gặp nhiều rồi, nàng không muốn làm kẻ ngốc. Thích một người không đáng thích, đáng thương là còn bị người ta biết rồi chà đạp. Nàng cho rằng, cho dù là thích thì cũng vẫn phải có tôn nghiêm, có lòng kiêu hãnh, không được để người xem thường. Vậy nên, Đông Lăng đi ra ngoài, nàng được dịp tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân rõ ràng, là hiểu mà lại giả vờ hồ đồ. Lối suy nghĩ được chăng hay chớ của mình thật hết sức đáng xấu hổ. Nàng cảm thấy mình phải mau mau ghìm cương trước vực thẳm, vậy nên bèn thu dọn đồ đạc, quyết tâm muốn tách khỏi Đông Lăng. Đông Lăng vào phòng, thấy nàng quỳ gối ngay ngắn bèn lại ngồi xổm xuống vén mái tóc nàng, giọng dịu dàng, nàng quỳ nghiêm chỉnh như vậy thật đáng yêu. Diệp Trần đỏ mặt, không ngừng nhắc nhở bản thân, phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để mất lý trí. Nàng ấp úng nói, ầy, đế quân, sao? Thấy nàng ấp a ấp úng, Đông Lăng thấy hơi buồn cười bèn càng kề lại gần hơn, mặt Diệp Trần ngày càng đỏ, nói nhát gừng, thuốc, ta luyện đủ để dùng 3 tháng, đế quân nhớ uống đúng giờ, ta, ông Sơn có việc. Ồ, Đông Lăng vẫn hiểu, ông Sơn có việc, nàng phải về à? Diệp Trần gật lấy gật để, Đông Lăng nở nụ cười như hoa xuân tháng tư nở rộ, được thôi, ta về cùng nàng nhé, đế quân. Là Thái Sơn phủ quân, Diệp Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không nhìn người nọ, cuối cùng cũng thấy mình có dũng khí để run run nói tiếp. Tất nhiên việc công bộn bề, Diệp Trần không dám làm phiền, có thể tự về ông Sơn được. Bầu không khí lập tức lạnh ngắt, Diệp Trần thấy xung quanh bỗng như bị kết băng, lạnh run cả người, nàng không dám mở mắt ra nhìn. Vậy nên không nhìn thấy mắt Đông Lăng đã biến thành màu máu, y đưa tay lên,
dịu dàng vuốt tóc Diệp Trần. Thế, nàng vẫn còn việc giúp ta ở Minh Phủ nữa mà. Nàng về Ông Sơn, chừng nào thì quay lại Minh Phủ. Diệp Trần thấy tay chàng lành lạnh, khiến nàng liên tưởng tới những oan hồn ở dưới dòng Vong Xuyên thường hay thích vươn tay lên, kéo người xuống sông. Những cánh tay ấy trắng ẩn, vừa lạnh vừa trơn. Nàng cảm thấy Đông Lăng lúc nàng đây có một loại quỷ khí lạ lẫm khó nói thành lời, khiến nàng không dám mở mắt nhìn. Nhưng nàng vẫn cứng cỏi, nhất quyết phải nói ra. Nàng run run đáp, ta đã giúp đế quân lâu như vậy, ta cũng có chuyện của riêng mình, sau này sẽ không. Còn chưa kịp nói hết, nàng đã bị Đông Lăng túm tóc, quăng lên giường. Đông Lăng, Diệp Trần hoảng hốt hét lên, đối phương ghì đầu nàng xuống, không cho nàng quay đầu lại. Y thô bạo xé rách y phục của hai người rồi nhào lên. Diệp Trần đau đến nhăn nhíu mặt mày, nóng ruột hỏi, Đông Lăng, ngươi làm sao vậy? Ngươi cho là ta tốt tính lắm phải không? Đông Lăng áp vào tai nàng thở dốc, động tác thô lỗ của y làm Diệp Trần đau chảy nước mắt. Đông Lăng cảm thấy nỗi bất an trong lòng, vô số hình ảnh dần hiện ra, ép y phải dùng cách chiếm đoạt hoàn toàn nàng mới thấy được an lòng. Nhưng cảnh tượng một mình y hành tẩu thủ hồng hoang trước đây, đơn độc ngồi trên ngai cao trong cung điện lại vẫn cứ lặp đi lặp lại. Y đè chặt nàng, mặc kệ người bên dưới khóc lóc cầu xin, y túm tóc nàng, kéo nàng ngẩng đầu lên. Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi là của ta. Diệp Trần, ta nói cho ngươi biết, mỗi sợi dây cầm, mỗi một đường vân, mỗi giọt máu của ngươi, đều là của ta. Ngươi không thể rời khỏi ta lần thứ hai đâu, nghe hiểu chưa? Diệp Trần không hiểu, nàng rơi vào trong hoang mang. Nàng không phân biệt được cảm giác là đau hay thoải mái, nước mắt là đau khổ hay vui thích. Người nọ có một sự dịu dàng tận trong xương tủy, cho dù là giờ phút này, kỳ thực cũng không thực sự làm nàng bị thương. Thế nhưng nàng vẫn không nhịn được siết chặt chăn đệm, muốn phản kháng. Trước nay nàng chẳng thuộc về ai hết, mọi chuyện đều phải do nàng bằng lòng. Nếu nàng không chịu, chẳng ai bắt ép được nàng. Nàng cúi đầu khóc thành tiếng, Đông Lăng phun trào rồi ngã xuống người nàng. Tới lúc này, cuối cùng y mới nghe thấy tiếng khóc của nàng, y mới nhận ra mình đã làm gì. Y run run áp tay lên khuôn mặt nàng, bối rối không biết phải làm sao. Diệp Trần còn chưa dứt lời, Diệp Trần mất kiểm soát, quay ngược lại, vung tay tát lên mặt y. Đông Lăng sững sờ ngây ra. Diệp Trần đỏ mắt nhìn y, có phải ngươi thấy ta ngu ngốc lắm có phải không? Đông Lăng sững sờ sau cái tát, còn chưa kịp hồi hồn, Diệp Trần đã tung trưởng đè người y xuống đất, từ trên cao nhìn xuống chỗ y, lạnh lùng nói, Đông Lăng, ngày sau ngươi đừng tới tìm ta nữa, nếu dám đến, đến một lần ta giết một lần, không giết được thì cá chết lưới rách, ta thật muốn xem thử xem, là ngươi không biết xấu hổ hay ta không biết xấu hổ. Đông Lăng mím môi, có thứ gì đó đang chạy khắp trong cơ thể, chàng không dám mở miệng, không dám nhúc nhích, chỉ ước sao Diệp Trần mau chóng rời khỏi đây. Chàng biết trong cơ thể mình phong ấn thứ gì, giờ này khắc này, với người ở cạnh chàng là hết sức nguy hiểm. Chàng ngước mắt nhìn ngược lại đối phương, trong mắt in rõ hình bóng người con gái quật cường. Chàng cưỡng ép ngăn cản ma khí trong cơ thể, nén giọng thật thấp, mau đi đi. Diệp Trần vốn đang chờ chàng giải thích, dù sao nàng vẫn luôn cho rằng Đông Lăng khác với bọn thiếu hoa, vậy mà lại chỉ đợi nghe được một câu nói lạnh lùng mau đi đi. Nàng gắng gượng để bản thân không bật khóc trước mặt đối phương, xoay người, hóa thành một luồng sáng bỏ đi. Diệp Trần vừa đi, Đông Lăng lập tức chịu hồi tọa kỵ của mình, nghiến răng ra lệnh, tới Minh Phủ, đồng thời truyền tin cho thiếu hoa, bảo y mau tới. Diệp Trần chưa đi được bao xa, bỗng nhận ra điểm không ổn. Đông Lăng đáng lẽ ra không phải là người như vậy. Vào lúc cuối, rõ ràng Đông Lăng đang phải chịu đựng điều gì đó. Trong chớp mắt, nàng bỗng liên tưởng tới truyền thuyết về ma thần phong ấn trong cơ thể Đông Lăng. Đó vẫn luôn là một truyền thuyết. Đại bộ phận thần tiên đều cho rằng đó là chuyện không thể nào. Phong ấn một ma thần trong cơ thể bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không hề thấy có chút dấu hiệu đọa ma nào.
Đây thực đúng là chuyện cực kỳ khó tưởng. Thế nhưng cho tới tận giờ, Diệp Trần luôn tin tưởng vô điều kiện rằng, với Đông Lăng, không gì là không thể. Nàng cuống cuồng quay trở lại, mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một căn phòng không. Đông Lăng, Diệp Trần gọi thử một tiếng, thấy không có ai đáp lại bèn sốt ruột gọi to hẳn lên. Đông Lăng, chương 147, Chi Tử Vu Quy, 18. Diệp Trần ngồi xếp bằng xuống, nhặt một sợi tóc của Đông Lăng rơi trên giường rồi châm lửa đốt, niệm thuật truy tung, sau đó đi theo chỉ dẫn tới Minh Phủ. Lúc Diệp Trần tới, âm dương đại môn của Minh Phủ đóng chặt, Văn Sương đứng gác cửa, thấy nàng tới thì nghiêm giọng nhắc, tiên chủ dừng bước, sao Văn Sương đế quân lại ở đây? Diệp Trần vừa thấy Văn Sương có mặt ở đây, trong lòng liền biết có chuyện chẳng lành, tim đập liên hồi. Văn Sương không cười như thường ngày, đề cao cảnh giác, hôm nay Minh Phủ đã đóng rồi, mời tiên chủ về cho, ta tới tìm Đông Lăng phủ quân. Diệp Trần nhíu mày, ít nhất cũng phải thông bẩm một tiếng chứ, bổn quân được Đông Lăng nhờ đứng gác ở đây, hôm nay Minh Phủ đã đóng rồi, ngay cả ma quỷ cũng phải nghỉ ngơi trên đường Hoàng Tuyền một đêm, mời tiên chủ về cho. Văn Sương nói năng quy củ, đưa tay ra dấu mời. Diệp Trần biết Văn Sương còn nói chuyện tử tế với nàng như vậy mà không dùng tới cây bút điểm long đuổi nàng đi là đã nể mặt Đông Lăng. Rồi, hiện giờ Văn Sương nhất quyết không cho nàng vào. Tất nhiên là vì Đông Lăng đã xảy ra chuyện. Nàng nghĩ đi nghĩ lại bèn hỏi, phong ấn xảy ra chuyện rồi phải không? Văn Sương nghiêm mặt lại rồi vội vàng che giấu cảm xúc của bản thân, bình tĩnh đáp, chuyện phong ấn chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Tiên chủ nghĩ nhiều rồi, tuy Văn Sương giấu đi rất nhanh nhưng cũng đã đủ để Diệp Trần khẳng định phong ấn đã có chuyện rồi. Nàng biết e là không có cách nào làm gì được ở chỗ Văn Sương nên quả quyết chắp tay chào, cáo từ, nàng đi ra xa, loanh quanh ở lối vào Hoàng Tuyền, nghĩ xem hôm nay rốt cuộc phải làm thế nào mới lẻn vào được trong Minh Phủ. Trong lúc Diệp Trần đi lang thang bên ngoài nghĩ cách vào, Thiếu Hoa và Tử Vi bày kết giới, đặt thập phương chấn tà kính trước mặt Đông Lăng, liên tục chút linh lực vào trong cơ thể chàng. Đông Lăng ngồi xếp bằng, mặt bình thản, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, rõ ràng là đang đấu tranh rất cam go. Hình ảnh chàng hiện lên trong chấn tà kính lúc là hình dáng vốn có của chàng, lúc lại là một khuôn mặt vô cùng xấu xí, cũng giống như nội tâm chàng lúc này đang bị vô vàn ác niệm và dục vọng xâm chiếm. Vô ngã bản thiện, chính bản thanh nguyên, Đông Lăng chật vật niệm chú, nói ra từng chữ hết sức khó khăn, chú đọc ra từ miệng chàng, hóa thành những chữ vàng, vờn quanh người, có vô số tiếng người bủa vây quanh chàng như chìm dưới đáy vong xuyên, tất cả đều là những vong hồn chấp niệm chưa tiêu. Tiền, ta muốn tiền, mỹ nhân, đừng đi mà mỹ nhân, ta hận, ta muốn giết sạch chúng, giết sạch người trong thiên hạ. Vô số ác niệm quanh quẩn bên tai Đông Lăng, chàng vẫn ngồi im như không nghe thấy, không ngừng niệm chú ngữ. Tử Vi và Thiếu Hoa cũng đang đọc trấn tà chú. Ba vị đế quân hao hết linh lực cộng thêm thần khí thượng cổ giúp sức, đám ác niệm này cuối cùng mới dần dần bị áp chế. Đến khi Đông Lăng mở mắt ra, một đêm đã trôi qua, Thiếu Hoa và Tử Vi hao hết linh lực, mệt ngoài ngồi dựa lưng vào gốc cột thở. Đây là thời khắc mà ba vị đế quân khốn đốn nhất, cho dù chỉ là một đứa trẻ tới chỉ e cũng có thể dễ dàng đoạt mạng họ. Đông Lăng ngồi điều tức, Thiếu Hoa thở hổn hển, sao lại thế này, ác niệm ở đâu ra vậy? Đông Lăng im lặng, Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, bỗng sực hiểu ra, ngươi động lòng rồi phải không, ngươi có dục vọng, ngậm miệng. Đông Lăng lạnh lùng lên tiếng, Thiếu Hoa nhíu mày, Đông Lăng, ngươi không chỉ là một thần tiên, một đế quân, ngươi hiểu không? Đông Lăng từ từ mở mắt, liếc nhìn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa vung tay lên, biến ra một chuỗi Phật châu, giao nó cho Đông Lăng, nghiêm nghị nói, đây là thanh tâm châu Phật Hoan Hỷ ở Tây Thiên cho ta. Ta thấy ngươi dùng nó thì thích hợp hơn, vạn sự chớ nên trầm mê, có thể yêu thích, có thể tán thưởng, có thể sa vào ái dục nhưng không được cố chấp. Đông Lăng im lặng nhìn chuỗi Phật châu trong tay Thiếu Hoa, trên Phật châu có khắc chi chít chú ngữ, được làm từ ruột cây bồ đề,
mang mùi thơm đặc trưng của cõi Tây Thiên Niết Bàn. Lời Thiếu Hoa nói, sao chàng lại không hiểu chứ? Cái ác trên đời thường được sinh ra từ sự cố chấp, nếu vô dục vô cầu thì sẽ không có điều chấp nhất. Suốt bao nhiêu năm qua, thiên giới vẫn luôn không dám để lộ tin ma thần chưa diệt ra ngoài, sợ lòng chúng tiểu tiên bất an, tạo nên bất ổn. Có điều, năm đó, chàng phong ấn ma thần trước mặt bao nhiêu người, kiểu gì cũng có tin lọt ra ngoài, chẳng qua không ai tin, vì trong lòng mọi người đều biết lai lịch của ma thần được tạo thành từ cái ác của con người, người nào dám thu hắn vào phong ấn, hễ trong lòng có nửa phần ác niệm thì sẽ bị hắn khống chế, ai lại chẳng có nửa phần ác niệm chứ, cho dù có là một thần tiên thẳng thắn vô tư cũng khó tránh khỏi có khoảnh khắc nảy sinh ác ý không kiềm chế nổi, vậy nên mới không có ai tin trong cơ thể Đông Lăng có phong ấn một ma thần, mọi người đều chỉ coi nó như truyền thuyết, thế nhưng, tất cả những người đang có mặt ở đây thì đều hiểu rõ. Trong cơ thể Đông Lăng quả có phong ấn một thứ như vậy, mà thứ này thì vẫn luôn rình rập, chờ thời khắc chàng sảy bước. Thế nhưng tâm thái của Đông Lăng vẫn luôn phẳng lặng, vô dục vô cầu, cho tới khi Diệp Trần xuất hiện, Đông Lăng đưa tay ra nhận chuỗi Phật Châu, một làn hơi lạnh thấm vào trong linh đài. Chàng chợt giật mình nhận ra bản thân đã làm biết bao nhiêu chuyện hoang đường, chàng từng bước một hao tâm tổn trí tiếp cận người kia. Thả bản thân chìm trong dục vọng hoang ái, nảy sinh đố kỵ và lòng tham lam chiếm giữ. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì một chỗ hổng nhoi nhỏ trong lòng chàng từ ngàn vạn năm trước bị ma thần phát hiện và lợi dụng. Thế mà chàng lại hoàn toàn không hay biết gì. Đông Lăng đeo Phật Châu vào tay, trong lòng chàng bỗng thấy hoang mang. Tình yêu và ký ức của chàng với cây cầm kia, rốt cuộc là thật hay giả? Là thực sự tình sâu nghĩa nặng như thế hay là do ma thần gây rối mà nảy sinh nhung nhớ? Thiếu Hoa nhìn Đông Lăng, y biết Đông Lăng trước nay là người rất biết tự suy xét. Thấy chàng không nói gì là biết, chàng đã hiểu. Y vỗ vai Đông Lăng, thở dài bảo, ta biết ngươi rất để tâm cô nương kia nhưng mà, Đông Lăng à, đáng đoạn thì đoạn, ngươi cứ tạm tránh một chút. Sau này chúng ta nghĩ cách giải quyết ma thần rồi tiếp tục cũng không muộn, tạm tránh một chút. Đông Lăng cười cay đắng, tránh thế nào đây, nhớ nhung, mong cầu ở trong lòng chàng, làm sao tránh đi được, núi không tìm chàng, chàng lại muốn đi tìm núi, huống chi là một người sống sờ sờ, làm sao chàng tránh nổi. Vấn đề này khiến Thiếu Hoa phải khó xử, y thở dài, nhưng mà nếu không tránh đi thì ác càng luống càng sâu. Tới lúc không quay đầu được nữa thì muộn mất rồi. Đông Lăng im lặng không nói. Thiếu Hoa thấy chàng không tiếp lời, bèn đứng dậy. Thôi, ta và Tử Vi đi nghỉ một lát. Ngươi ở lại đây điều tức rồi suy nghĩ cẩn thận đi. Đông Lăng ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình chàng. Chàng đeo Phật Châu Bồ Đề, tụng niệm thanh tâm chú. Hai mắt nhắm lại. Diệp Trần ngồi ở bên ngoài suy nghĩ một hồi lâu. Ngày hôm sau, nhìn thấy cửa âm dương mở, nàng lập tức chạy tới, vừa tới gần đã bị Văn Sương cản lại. Tiên chủ, Văn Sương mỉm cười, tiên chủ muốn đi đâu vậy? Thấy Văn Sương cười, Diệp Trần biết là chuyện đã được giải quyết rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nịnh nọt. Ây, ta chỉ vào xem thôi, đảm bảo không làm phiền. Tiên chủ, Văn Sương thở dài, sao phải làm khó ta chứ? Nếu Đông Lăng muốn gặp tiên chủ thì tất đã nói rồi, giờ vẫn không thấy nói, có nghĩa là không gặp, mời tiên chủ về cho. Đế quân, Diệp Trần thở dài, chắc là đế quân không hiểu rõ về ta rồi. Sao, con người ta không có bản lãnh gì lớn, chỉ được cái da mặt cực kỳ dày, đặc biệt giỏi quấn người. Ngươi, còn chưa nói hết lời, Văn Sương bỗng thấy không ổn. Người trước mặt chớp mắt một cái đã hóa thành hạt cát biến mất giữa không trung, xung quanh nào còn có bóng ai nữa. Đấy là ảo cảnh Diệp Trần bẫy Văn Sương. Ngay lúc Văn Sương mở miệng nói chuyện với nàng thì đã mắc câu rồi. Đợi tới lúc phát hiện ra Diệp Trần là giả mới phá trận thì Diệp Trần thật đã chẳng biết chạy đi đâu từ lúc nào rồi. Ôi, cái cô nương này, Văn Sương trân chối hồi lâu cũng không biết phải mắng chửi người khác thế nào.
đành bất đắc dĩ truyền tin cho Thiếu Hoa và Tử Vi. Diệp Trần chạy vào trong rồi, hỗ trợ tìm nhé. Thế nhưng, lúc này Thiếu Hoa và Tử Vi đã ngủ say như chết từ lâu, linh lực hao hết, hai người họ hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào, lấy đâu ra hơi lo nhiều chuyện như thế. Diệp Trần sợ Văn Xương tìm được nên vội vàng che hết linh lực và hơi thở, giả vờ là một quỷ hồn, cứ thể mò tới được tận chỗ ở của Đông Lăng, nàng phủ thêm áo choàng tàn hình, lén lén lút lút lẻn vào trong phủ của Đông Lăng, đi theo chỉ dẫn của thuật truy tung, lặng lẽ tới được tận cửa phòng của chàng. Đông Lăng đang ngồi đọc thanh tâm chú, tự răn đe bản thân, phải kiểm soát nội tâm, khống chế dục vọng, kìm nén nhớ nhung, tình cảm của mình là do tâm ma mà ra, chớ nên hại người hại mình, nếu là thích, chờ, diệt hẳn được tên ma thần này, chàng sẽ vẫn thích như cũ, tới khi ấy sẽ đi tìm Diệp Trần sao. Trong giai đoạn này, chàng phải tuyệt đối khống chế nội tâm, phải rời xa Diệp Trần, không được tiếp xúc nhiều với nàng, không được nói chuyện với nàng, không được làm chuyện vui vẻ khó nói với nàng. Đông Lăng đang liên tục nhắc nhở bản thân thì bỗng nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở, chàng lạnh lùng liếc mắt nhìn, liền trông thấy Diệp Trần thò đầu vào trong nghiêng ngó, nàng khoác áo tàn hình, rõ ràng đang rất căng thẳng, vì đi vào bằng cách lén lút nên đầu dính lá cây, tóc tai cũng rối, chỉ riêng ánh mắt kia là vẫn trong trẻo như ngày thường, tròn xoe nhìn chàng như một chú mèo con. Nàng nhìn thấy chàng, vẫn tuấn tú, phong độ như hôm nào, tuy vẻ mặt có chút trần trừ nhưng Diệp Trần vẫn khẳng định không chút do dự, đây tuyệt đối chính xác là Đông Lăng đẹp trai nhất tam giới nhà nàng. Đôi mắt Diệp Trần ngập tràn niềm vui, cuống quýt vẫy tay, thì thầm nói nhỏ, Đông Lăng, Đông Lăng, chàng, mau lại đây, ta xem thử xem chàng có làm sao không. Đông Lăng không đáp, chàng nghĩ, vừa rồi chàng mới mất cả canh giờ để dặn mình không được để ý tới người này, vậy mà lúc này, người này trông hơi bị quá đáng yêu, không để ý tới nàng, nàng sẽ buồn lắm nhỉ, làm nàng buồn hình như hơi tàn nhẫn, thôi, nàng ngốc như thế. Đông Lăng không nhịn được, đi qua đó, nhìn từ trên xuống Diệp Trần ngồi xổm ở góc tường, trong lòng đắn đo, ngốc như thế, ít ra chàng cũng phải dặn dò mấy câu mới yên tâm được đúng không? Thế nhưng, tâm tình phức tạp nhường này của Đông Lăng, Diệp Trần không thể biết được. Nàng một tay che đầu, một tay níu tay áo của Đông Lăng, cẩn thận hỏi, Đông Lăng, có phải chàng bị đám Văn Xương đế quân bắt cóc phải không? Chàng có việc gì cứ nói với ta, nhất định ta sẽ giúp chàng. Đông Lăng im lặng, một lúc sau, cuối cùng chàng ừ một tiếng, phải, quả nhiên, ta biết ngay là Văn Xương không ổn mà. Diệp Trần ngồi xổm ngẩng đầu lên nói vội, đi thôi, ta dẫn chàng, chạy, được thôi. Đông Lăng gật gật đầu, cúi đầu nhìn nàng, nhưng trước đó, nàng có thể đứng dậy đã được không? Không được. Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, ta phải bảo vệ chàng, một mình đối đầu với ba đế quân, đứng dậy sẽ không có cảm giác an toàn, nàng ngồi thì thấy có à, đúng thế, Diệp Trần nhăn nhó đau khổ, ta cảm thấy ngồi thì có lẽ bọn họ sẽ không nhìn thấy đứa lùn như ta đâu, vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Đông Lăng, bất kể nói thế nào, cuối cùng Đông Lăng vẫn bỏ trốn cùng Diệp Trần. Để thỏa mãn cảm giác an toàn của nàng, Đông Lăng cũng ngồi giống nàng, chui vào khoác chung áo choàng tàn hình với nàng, tay cầm một nhánh cây nhỏ che che đậy đậy, rón rén rời đi. Rất lâu sau, Thiếu Hoa mới dậy, y đủng đỉnh đi cùng Tử Vi và Văn Xương tới phòng Đông Lăng xem thử, không thấy người đâu nữa, chỉ còn một lời nhắn Đông Lăng để lại, chư hữu chớ nhớ mong, ta đã chạy trốn rồi. Văn Xương trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu mới thốt lên được, hành sự kiểu này, thật cợt nhã mà. Chương 148, Chi Tử Vu Quy 19 cầm thư của Đông Lăng, Thiếu Hoa thấy như muốn sụp đổ, y cảm thấy bản thân khác thường là chuyện bình thường nhưng đến Đông Lăng cũng hành sự bất quy tắc như vậy thì thiên giới e là sắp tiêu rồi. Ba vị đế quân nhìn nhau một hồi, Văn Xương thở dài, ôi! Con cái lớn rồi không giữ được, không giữ được cũng phải giữ. Thiếu Hoa suy sụp lên tiếng, cầm tờ thư, ngẩng đầu lên,
không được, chúng ta không thể cứ đứng nhìn Đông Lăng tiếp tục phóng túng như vậy, chúng ta phải mang bằng được Đông Lăng về. Trong lúc nhóm ba người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Đông Lăng, Diệp Trần đã thành công dẫn Đông Lăng lẻn xuống Trần Giang. Nàng biết Văn Sương muốn tìm mình thì đầu tiên nhất định sẽ tới Ông Sơn, vậy nên không dám đưa Đông Lăng về đó, bèn trốn xuống Trần. Diệp Trần rất thích nhân gian, hễ có thời gian là lại chạy xuống chơi, rất quen thuộc cuộc sống ở Trần Thế. Nàng và Đông Lăng hóa thành người phàm, đóng giả một cặp vợ chồng làm thương nhân, đi vào thành. Diệp Trần lấy túi trân châu đi đổi bạc ở hiệu cầm đồ rồi vào trong trấn mua một căn nhà nhỏ lấy làm chỗ ở cho Đông Lăng. Đông Lăng đâu đã sống ở nhân gian bao giờ, chàng cứ thế đi theo Diệp Trần, nhìn nàng lủi qua lủi lại giữa đám đông, hưởng thụ mùi vị thế gian. Chàng cứ nhìn mãi rồi bất giác bật cười, chàng bỗng nghĩ, thực ra cho dù Diệp Trần không phải cây cầm của chàng, có lẽ chàng cũng vẫn sẽ thích nàng. Một cô nương độc nhất vô nhị, hoạt bát, rạng rỡ như thế dù là ở đâu cũng đều tỏa sáng giữa đám đông. Những người tỏa sáng chói lọi như thế thường làm người ta có cảm giác sắc sảo, nhưng ánh sáng của Diệp Trần thì khác. Ánh sáng của nàng như xuân quang, như thu thủy, dịu dàng khiến lòng người cảm thấy yên bình, vô cùng dễ chịu. Không phải nàng ép bạn không thể không nhìn nàng, mà là bạn sẽ bất giác muốn nhìn nàng thật nhiều. Muốn thấy nàng cười như một đứa trẻ, muốn thấy vẻ mặt ngây thơ, trong trẻo của nàng. Đông Lăng nhìn Diệp Trần quét dọn quanh nhà, đứng khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào cây cột ngoài hành lang. Sao không làm phép? Đối với thần tiên bọn họ, dọn dẹp sạch sẽ là chuyện quá dễ dàng. Diệp Trần cầm chổi, trịnh trọng đáp, mọi việc nếu quá dễ dàng sẽ không cảm nhận được niềm vui. Trần Giang có phép tắc của Trần Giang, ở đâu theo đó, đã xuống phàm thì cũng phải sống như một người phàm. Diệp Trần nói rồi lại cúi xuống chăm chỉ quét tước. Đông Lăng nghĩ rồi cũng đi vắt khô một chiếc khăn, sắn tay lau bàn. Diệp Trần thấy Đông Lăng động tay vào liền ngăn chàng lại. Đế quân đừng. Ồ, Đông Lăng liếc nhìn nàng. Sao đừng? Chàng là đế quân mà. Diệp Trần ngượng ngùng. Loại việc này cứ để ta làm là được. Ta không phải đế quân. Đông Lăng nhìn Diệp Trần, mỉm cười rạng rỡ, ta là trượng phu của nàng. Lời này là lời Diệp Trần đã nói lúc vào thành, để tiện che giấu thân phận của hai người. Trai đơn gái chiếc, nếu dùng thân phận khác sẽ dễ bị người đàm tiếu. Tất nhiên, bản thân Diệp Trần hiểu rõ, mình quả thực cũng có chút lòng riêng. Vậy nên, giờ Đông Lăng nói vậy, nàng liền đỏ mặt, ta, đó chỉ là kế tạm thời. Đế quân đừng cho là thật. Nói xong, trong lòng nàng cũng lặng lại. Người này trêu ghẹo nàng quá dễ dàng, nàng thì như thiêu thân lao vào lửa, lại thấy bất an trong lòng. Đông Lăng thấy nàng lúng túng bèn không trêu nữa. Nàng nói phải, xuống Trần thì phải tôn trọng phép tắc của Trần gian. Ông Sơn Tiên Chủ còn phải quét rác, sao ta không thể lau bàn? Đây vốn cũng là tu hành. Nghe Đông Lăng nói nghiêm túc như vậy, Diệp Trần cũng yên lòng, cảm thấy việc này quả thực không có liên quan gì với mình. Hai người cùng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi đi chợ. Diệp Trần nấu chín, Đông Lăng đứng phụ giúp làm bữa cơm chiều. Hai người đã tịch cốc nhiều năm, thực ra cũng không cần phải ăn gì, nhưng lúc ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, chàng bỗng lại thấy đói bụng. Diệp Trần gọi chàng vào bàn, xới cơm cho chàng. Trong lúc hai người im lặng ngồi ăn cơm, Đông Lăng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Trần, đồ ăn không phải là ngon hạng nhất, rất bình thường thôi, nhưng Diệp Trần vẫn ăn vui vẻ như là đại tiệc, trông rất vui vẻ. Đông Lăng lẳng lặng nhìn rồi bỗng nói, hay là chúng ta thành thân đi. Đôi đũa đang gắp đùi gà của Diệp Trần rơi lạch cạch, Đông Lăng cũng nhận ra sự đường đột của mình, chàng bèn cười, xem nàng sợ tới mức nào kìa, ta nói đùa thôi. Diệp Trần hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, không được đùa, loại chuyện này, đế quân không được đem ra đùa. Ồ, Đông Lăng gấp thức ăn cho nàng, sao lại không được đùa, đế quân không định thành thân. Diệp Trần nói rất nghiêm túc, nhưng ta vẫn còn định lập gia đình. Đông Lăng khựng người, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhã nhặn, thế đã có đối tượng chưa? Vẫn chưa. Diệp Trần thấy rất chột dạ, trong lòng nàng nghĩ,
Nếu như nàng và Đông Lăng Môn Đăng hộ đối thì Đông Lăng tất nhiên là đối tượng không thể tốt hơn được. Thế nhưng, nàng và Đông Lăng, trước hết là môn không đăng, hộ không đối, nhì là Đông Lăng. Thực ra có lẽ chỉ là thử cho biết mùi mà thôi. Hơn nữa, cho dù Đông Lăng không phải thử cho biết mùi thì cũng rất có khả năng là chỉ vì nàng là nữ tiên cùng chàng lần đầu tiên. Nghe nói nam tử luôn có tình cảm đặc biệt với nữ tử đầu tiên của mình nhưng đó chẳng phải là tình yêu. Diệp Trần thấy bản thân vẫn có những yêu cầu nhất định với tình yêu. Ít nhất đối phương cũng phải có tâm ý giống nàng thì mới hợp. Diệp Trần thấy đầu mình rối bồng bông. Trước nay đầu óc đã chẳng nhanh nhạy gì rồi nên không nghĩ sâu thêm nữa. Đông Lăng thì lại rất hứng thú. Tiếp tục hỏi, trong lòng có kỳ vọng gì không? Bình thường, không có kỳ vọng gì đặc biệt. Diệp Trần đáp chiếu lệ. Đông Lăng vặn hỏi, ít nhất cũng nên có chút yêu cầu chứ. Tỷ như diện mạo ra sao? Thân phận thế nào? Có điểm gì thì nàng thích? Diệp Trần im lặng ăn một miếng chân gà, chống cằm nghĩ ngợi. Diện mạo thì không cần đẹp quá, ít ra thì cũng đừng đẹp hơn ta, nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Vừa nghe bảo vậy, Đông Lăng liền cứng người rồi vội hỏi, không phải nàng vẫn luôn thích người có ngoại hình ưa nhìn hay sao? Chuyện này khác. Diệp Trần lắc đầu, người có ngoại hình đẹp là dùng để ngắm, để thưởng thức, cho dù có tiếp xúc thì chẳng qua cũng chỉ để làm tình nhân thôi. Nếu muốn kết hôn thì vẫn nên tìm người bình thường một chút, không thì ngày nào cũng phải lo đối phó với ong bướm, mệt lắm. Diệp Trần nhăn nhó ra mặt, Đông Lăng không nói được gì, gật gù mấy cái rồi cũng im lặng. Diệp Trần bỗng nổi hứng, bật máy nói bắn liên thanh, còn nữa, thân phận cũng đừng có cao quá, ngang ngửa ta là được rồi. Làm Long Vương sông nhỏ nào đó hay tiên chủ của núi nào đó hoặc là tiên quân, nguyên quân gì đó đều ổn cả. Có vậy, trong lòng ta mới đỡ thấy áp lực. Với cả, tuổi đừng lớn quá, tốt nhất là sinh sau tiên ma đại chiến. Trước tiên ma đại chiến, người ta sống thế nào ngươi cũng biết rồi đấy. Thần tiên từ thời đó tâm tính phần đa không lành mạnh. Thần tiên sinh ra sau tiên ma đại chiến, một mặt là tuổi trẻ lại đã chức vị ngang ngửa ta, chứng tỏ là năng lực cũng không tồi. Mặt khác, người sinh ra trong thời thái bình thịnh thế thì cũng vô tư, đơn thuần hơn. Ta ấy mà, vẫn luôn thích kiểu người rạng rỡ như ánh dương, nhìn thôi đã thấy tâm trạng vui hẳn lên rồi. Diệp Trần vừa nói vừa uống rượu, vô cùng vui vẻ. Đông Lăng rót rượu cho nàng, không nói tiếng nào. Diệp Trần uống say, thấy chàng chỉ rót rượu cho mình liền cũng rót lại cho chàng, cười bảo, sao ngươi không uống? Cũng uống đi chứ. Đông Lăng không đáp, đưa tay đón chén rượu nàng đưa. Diệp Trần chống cằm, mắt lờ đờ say nhìn Đông Lăng, đẹp, thật là đẹp. Thế, Đông Lăng nhấp chén rượu, nếu có một thần tiên sinh ra trước nàng, đẹp hơn nàng, địa vị cao hơn nàng, năng lực mạnh hơn nàng, biết trân trọng nàng, bầu bạn với nàng, thật lòng thật dạ muốn ở bên nàng cả đời, một thần tiên như vậy, có phải hắn có chỗ nào khiếm khuyết không? Diệp Trần ngắt ngang lời Đông Lăng, hấp tấp hỏi, vì thần tiên đó không phải bại não thì chắc chắn là mắt mù rồi, vừa ý ta hả, lạc đường rồi, mau mau quay đầu là bờ đi. Đông Lăng, chàng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải thực sự là bại não, mắt mù hay không? Diệp Trần thở dài, uống rượu, ngắm trăng, than thở, ôi, ta là hạng thế nào ta hiểu chứ, nếu thực sự có một thần tiên như vậy, nàng đã ngà ngà say, mơ mơ màng màng tưởng mình đang nói chuyện với Nguyệt Hà, vỗ vỗ vai đối phương, thoàn vai bá cổ bảo, chắc chắn là duyên một mai sớm tối, được thoải mái ngủ với người như thế một lần, có chết cũng không hối tiếc. Vừa dứt lời, Đông Lăng liền bóp nát chiếc cốc trong tay. Diệp Trần lờ đờ ngẩng đầu nhìn, Nguyệt Hà à, sao trông muội giống nam tử thế? Đông Lăng không nói tiếng nào, bế ngang người nàng lên, đi vào trong nhà, thả xuống giường, duyên một mai sớm tối à. Chàng véo mũi Diệp Trần, nghĩ đến là hay. Sáng hôm sau, lúc Diệp Trần dậy, mặt trời đã lên cao, nàng cảm thấy toàn thân như bị người ta dùng chày cán bột nghiền qua nghiền lại, mỏi, như
Nàng nhìn vết bầm xanh tím trên người rồi lại nhìn tên đàn ông đang nằm sấp ngủ ngon lành ở bên, suýt thì tung cước đạp người rơi khỏi giường. Thế nhưng, vừa mới nghĩ như vậy nàng đã thấy mấy chỗ xương gãy ngày trước ngâm ngẫm đau. Nàng nhịn, đẩy nhẹ Đông Lăng một cái, Đông Lăng mơ màng hé mắt nhìn, hậm hực vùi mặt lại vào trong gối như một đứa trẻ con. Làm gì thế? Ta đang muốn ngủ. Diệp Trần thấy điệu bộ Đông Lăng như vậy thì không nhịn được cười, ghé vào tai chàng gọi khẽ, Đông Lăng ơi, Đông Lăng à, dậy thôi. Đông Lăng bịt tai, Diệp Trần hà hơi vào tai chàng, đế quân à, dậy thôi. Đông Lăng cuộn mình trong chăn, lật người lại, cuốn cả chăn đè lên người nàng, mắt sáng rực, ta sẵn sàng dậy rồi đây. Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, hay là đế quân ngủ thêm lát nữa đi. Đông Lăng tất nhiên sẽ không ngủ tiếp, hai người rời giường đi rửa mặt. Sau đó, Diệp Trần dẫn Đông Lăng đi mua thêm gia cụ. Lần đầu đi dạo phố, Đông Lăng nhìn gì cũng thấy hiếu kỳ, mắt dán vào những pho tượng đất, những chỗ có bày gánh xiếc. Diệp Trần dẫn chàng đi mua hết những món thiết yếu xong, thấy chàng có vẻ thích những thứ kia bèn hỏi thử, ta dẫn chàng đi xem thử nhé. Đông Lăng tỉnh bơ đáp, ta không thấy hứng thú, vừa nãy chàng đã để ý rồi, những chỗ đó chỉ có trẻ con mới lại xem. Đông Lăng nghĩ, mình thân là một đế quân lại đi làm chuyện như vậy thì quá là mất mặt. Diệp Trần nhìn thấu tâm tư của chàng, cứ thế kéo chàng qua, đừng khó tính thế, ta cũng muốn xem. Thế thì, Đông Lăng gật đầu, ta đành miễn cưỡng đi cùng với nàng vậy. Nói xong, hai người liền hào hứng đi thẳng một mạch tới chỗ có gánh xiếc ảo thuật. Trời tối dần, trong thành lại càng thêm náo nhiệt. Đông Lăng và Diệp Trần đi dạo chơi rất vui vẻ. Diệp Trần cầm pho tượng đất trong tay, phấn khích nhảy nhót, không may va phải vào người ta. Nàng ngẩng đầu nhìn, là một nữ tử áo đỏ mặc đồ cưới, trang điểm kiểu tân nương, trông đẹp vô cùng. Diệp Trần ngẩn ngơ, đối phương hơi hơi khom người, một làn hơi lạnh sộc thẳng tới cùng với tiếng nói yếu mềm của nàng ta, thất lễ. Nói xong, nàng ta đứng dậy, chậm chậm đi về phía lầu cổng thành. Nàng ta đi đứng lả lướt như thể hoàn toàn không biết mình mặc đồ cưới như thế sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Diệp Trần rõi mắt nhìn theo nàng ta, Đông Lăng nhíu mày, làm liều. Diệp Trần hiểu ý của Đông Lăng, nữ tử này rõ ràng không phải là người. Chẳng qua Đông Lăng và Diệp Trần đã giấu giếm hơi thở, nàng ta mới không phát giác ra ở đây có hai tiên nhân đang đứng. Nàng ta lả lướt đi xa dần, những người xung quanh hình như không một ai nhìn thấy. Nàng ta rút châm phượng cài trên đầu xuống, nâng trong tay, ánh mắt như chất chứa niềm thở than, dường như đều bạc tình. Con người, nói đến đó thì lắc đầu, đi xuyên qua bức tường thành. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Đông Lăng, lo lắng hỏi. Mặc kệ à, nàng ta chưa gây chuyện, biết làm gì được. Đông Lăng bình thản đáp vậy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm chỗ nàng ta biến mất, trông chẳng có vẻ gì là định mặc kệ cả. Hai người cục hứng, đang định về nhà, trên đường đi ngang qua một hộ có hỷ sự. Hộ này hồi ban ngày còn mới tấu nhạc linh đình, rước tân nương vào cửa. Hai người họ còn đi theo xem một lúc, thế mà lúc này cửa có rất đông người xuống quanh xem, trong nhà có tiếng khóc vật vã. Diệp Trần vội lại xem thử, nghe thấy mấy người đàn bà nói với nhau, nghe nói tân nương chỉ ngồi một mình trong phòng, không có ai vào hết. Nha hoàng chạy ra đi xem tân lang một lát, quay về thì thấy người đã chết mất rồi. Đâu chỉ là chết thôi đâu, một người khác nói, người bị lột hết sạch da, máu chảy đầm đìa. Nghe nói cô nương như hoa như ngọc giờ chỉ còn lại một đống máu thịt bầy nhầy thôi. Mọi người ồ lên. Diệp Trần quay đầu nhìn Đông Lăng, Đông Lăng gật đầu. Hai người dùng thuật ẩn thận đi thẳng vào trong nhà, ai nấy đều đang khóc. Có một người đàn bà dường như bị kinh hãi, ngồi run rẩy trong lòng một người đàn ông. Diệp Trần và Đông Lăng đi thẳng vào trong hậu viện. Cửa hậu viện mở rộng, quan phủ nha dịch đang khám xét ở trong. Một thi thể phụ nữ nằm dưới đất, y phục đỏ thắm, giống y cô nương áo đỏ mới rồi. Diệp Trần đang định lại gần xem thì Đông Lăng giữ tay nàng lại, bình tĩnh dặn, yên tâm, chớ nóng. Nói xong, Đông Lăng lại gần, đứng ở phía đầu thi thể.
đưa tay lên điểm một cái, một luồng khí đen nhẹ nhàng bay ra từ trong thi thể. Làn khói đen này người thường không thể nhìn thấy được, chỉ có Đông Lăng và Diệp Trần mới thấy. Đông Lăng kéo luồng khí đen lại, giữ trong tay. Đó là gì vậy? Diệp Trần nhìn đám khí đen ấy, thấy hơi lạnh lạnh. Đông Lăng nghiêm mặt, là âm khí dưới sông Vong Xuyên. Diệp Trần giật mình. Đông Lăng nói tiếp, nàng có biết tại sao Thái Sơn phủ quân vốn luôn do phàm nhân đảm nhiệm nay ta lại làm không? Diệp Trần không biết, lắc lắc đầu. Đông Lăng bỏ luồng khí đen vào trong một bình ngọc, đậy nắp lại. Vì 1000 năm trước, thập phương trấn tà kính bỗng nhiên hiển linh, hiện ra cảnh tượng Vong Xuyên oan hồn tứ phía. Trong mình phủ có diệt thế yêu tà hiện thế, thiên đế lo lắng, sai ta làm Thái Sơn phủ quân để đề phòng chuyện này. Diệp Trần gật đầu, thế chuyện hôm nay, dưới sông Vong Xuyên trấn áp 10 vạn oan hồn, 3000 ác quỷ, có một loại ác quỷ, do sinh tiền xấu xí, ghen tị với những nữ tử bình thường có thể kết hôn, có được hạnh phúc, sau khi chết, chấp niệm quá sâu, hóa thành ác quỷ, chuyên đi lột da ngoài của tân nương, nuốt hồn phách của nạn nhân, biến thành nữ tử xinh đẹp giống như tân nương rồi đi tìm trượng phu của tân nương để ái ân. Nếu trượng phu của nạn nhân thuận theo thì không sao, nếu vị trượng phu đó không chịu thì sao? Diệp Trần vừa hỏi xong liền nghe thấy một tiếng hét thất thanh, một tên người hầu chạy vọt vào. Tân Lang cũng chết rồi. Mọi người vội vàng đi theo tên hầu để xem. Lúc Diệp Trần tới, nàng nhìn thấy Tân Lang bị treo trên cây, người đầy vết cào cấu, nửa người dưới chảy máu, rõ ràng đã bị cắt mất bộ phận quan trọng kia của đàn ông. Diệp Trần hít sâu một hơi, ác quỷ này đúng là ép người làm đĩ mà. Đông Lăng hờ hững liếc sang, nàng dùng không nhầm thành ngữ đấy chứ, ý đại khái thế là được rồi. Đông Lăng quay đầu lại cau mày, quỷ này gọi là số nữ, đáng ra phải sống dưới đáy Vong Xuyên, sao lại ra đây được, bắt tới đây hỏi một cái chẳng phải là biết ngay sao. Lối tư duy của Diệp Trần luôn khá đơn giản. Đông Lăng nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, số nữ rất giỏi ẩn nấp, nếu dễ bắt như vậy, sao có thể trở thành ác quỷ bị giam dưới đáy Vong Xuyên, thế giờ làm sao được? Diệp Trần vò đầu bứt tóc, hay là chúng ta gọi thổ địa ra hỏi, trấn này chắc sẽ sớm có thêm người khác thành thân nhỉ? Đông Lăng nhìn những thôn dân đang run rẩy. Diệp Trần hiểu ý, ý chàng là chúng ta giả vờ là phu thê tân hôn, dù nói ra, nếu giờ bỗng nhiên thành thân sẽ khiến nó nghi ngờ, phải mượn một thân phận mới được. Đông Lăng nói có vẻ đúng. Diệp Trần nghĩ ngợi, chúng ta đi hỏi thăm đi, đóng vai đạo sĩ từ phương xa tới hỏi chuyện, nói là nhà họ có họa đổ máu, chúng ta tới giải nạn cho họ, chắc là họ sẽ chịu nghe lời. Hai người nói xong liền bắt tay vào làm ngay. Diệp Trần đi loanh quanh một hồi, nhanh chóng nghe ngóng được trong thành có một nhà phú hộ họ Hoàng có cậu con trai sắp cưới thanh mai trúc mã của y tên là Tiền Sảo Phượng. Diệp Trần và Đông Lăng cải trang tìm tới nhà họ Hoàng, nhìn thấy cửa sau, Đông Lăng lại gần, cung kính thưa, bọn ta, đạo sĩ phải không? Tên canh cửa hỏi ngay, đừng hòng lừa người, lão ra nhà bọn ta một ngày phải gặp tới 3 tên đạo sĩ. Năm nào cũng bảo nhà họ Hoàng bọn ta có họa đổ máu, nói suốt 10 năm rồi, các người đổi cái cớ khác đi, mới đi lừa lần đầu hả? Diệp Trần nuốt hết những lời đang định nói vào trong bụng, Đông Lăng đủng đỉnh ngoái đầu lại nhìn, tỏ ý nàng lừa người. Diệp Trần không chịu được cảnh mất mặt, bèn bước tới bảo, lừa cái gì mà lừa, là vàng 10 hay đồng thau chẳng phải thử là biết sao? Nói xong, Diệp Trần lật bàn tay, hóa ra một ngọn lửa, đám người xung quanh xuống lại nhìn. Diệp Trần kiêu ngạo nói, đừng có hậm hĩnh, khinh người, bổn quân đi ngang nơi này, thấy nhà họ Hoàng các người hữu duyên với bổn quân, còn chưa kịp nói cho hết, tay canh cửa trọc trọc thử vào ngọn lửa trong tay Diệp Trần. Diệp Trần quát, ngươi làm gì đấy, cũng thật ra phết. Tên canh cửa thử rồi ngẩng đầu hỏi, lửa thật đấy à? Ngươi có biến ra tiền được không? Diệp Trần, đám người xung quanh vỗ tay rầm rầm, ném tiền cho Diệp Trần, hò hét, làm tiếp đi, làm tiếp đi. Diệp Trần,
Đông Lăng lồng hai tay vào trong tay áo, lại đủng đỉnh nhìn sang, Diệp Trần thực sự mất mặt không chịu nổi, quát ầm lên, cút đi, nói đoạn liền túm tay gác cửa lôi vào bên trong. Cứ thế đi thẳng một mạch vào trong sảnh đường, hỏi đám người đã bị định thân và tên canh cửa đang ngơ ngác, tên nào là Hoàng lão gia, tay gác cửa nuốt nuốt nước bọt. Diệp Trần nhìn theo ánh mắt thoáng do dự của gã, vung tay một cái, Hoàng lão gia lập tức cử động được. Diệp Trần hỏi thẳng, Hoàng lão gia, hạ nhân nhà ông nói ta là kẻ lừa đảo, ông nhìn thử xem, bổn quân có phải kẻ lừa đảo không? Diệp Trần mặc áo choàng đạo sĩ, cố ý tỏ ra phong thái tiên phong đạo cốt. Hoàng lão gia vừa thấy Diệp Trần như vậy liền hiểu ra ngay là có chuyện gì, lão quỳ sụp xuống, tiên quân tha mạng, xin tiên quân thứ tội cho, nhờ phen lỗ mãng vừa rồi. Giờ Diệp Trần nói gì, Hoàng lão gia cũng răm rắp nghe theo, nhanh chân đưa Diệp Trần sang nhà họ Tiền. Tiền gia mới nghe chuyện tân nương nhà nọ chết thảm xong, giờ biết có tiên nhân tới trước, vội trao con gái lại cho Diệp Trần và Đông Lăng. Diệp Trần và Đông Lăng giấu hơi thở của hai người đó đi, cho ở riêng trong một gian phòng vẽ kín trận pháp rồi biến thành bọn họ. Diệp Trần cải trang là Tiền Sảo Phượng, Đông Lăng thì hóa thành Hoàng Hiên. Hai người bắt trước điệu bộ, cử chỉ, cách nói năng của người mình biến thành rồi quay về phủ. Lúc Đông Lăng đưa Diệp Trần hồi phủ, nàng bỗng nhớ ra một chuyện, nếu ta và chàng thành thân rồi mà số nữ vẫn còn chưa tới thì biết làm sao. Thế thì, Đông Lăng ngẫm nghĩ, lại thành thân tiếp lần nữa vậy, hay lắm. Câu trả lời này rất Đông Lăng. Diệp Trần cảm thấy Đông Lăng hiện giờ chắc chẳng hề nghĩ rằng mình đang hàng yêu phục ma, rất có khả năng là cho rằng bản thân đang tham gia hoạt động đặc sắc của nhân gian cũng nên. Diệp Trần ngụy trang thành Tiền Sảo Phượng, sáng hôm sau, bị người gọi dậy, phải thay trang phục tân nương, ngồi trước gương cho người ta bôi bôi chát chát một hồi lâu. Chuyện hai người đánh cháo thân phận với phu thê tân hôn chỉ có cha mẹ hai nhà là biết, vậy nên Diệp Trần đành nhịn không đẩy Tiền phu nhân ra, để yên cho bà ta ôm mình khóc sụt sùi. Đám đàn bà con gái trong phòng ai cũng khóc, chỉ riêng mình Diệp Trần là vẫn thản nhiên như thường. Tiền phu nhân đành phải bảo, con ơi, sao con không khóc, con, sao lại phải khóc? Diệp Trần ngơ ngác, ngày đại hỷ cơ mà, con thấy Hoàng Hiên rất tốt, con, tự nguyện gả cho chàng, con à. Tiền phu nhân chùi nước mắt, thở dài, đây là lệ khóc gả lúc cưới, khóc càng lớn thì sau này cuộc sống mới càng thuận lợi, nào, làm theo mẹ, khóc đi. Diệp Trần choáng váng trước tập tục cưới hỏi này, hồi lâu không nói nên lời, nàng rất muốn khóc nhưng không khóc được. Tiền phu nhân thấy nàng thực sự không khóc được bèn chơi ác, cấu một miếng thịt trên người nàng, đau đớn nói, con à, đừng trách mẹ. Nói xong, bà hung hăng xoắn véo. Diệp Trần gào lên, nước mắt lập tức trào ra. Tiền phu nhân hỏi, đã khóc chưa? Diệp Trần khóc, khóc, khóc rồi, đừng xoắn nữa. Tiền phu nhân thấy vậy mới chịu thả tay ra. Diệp Trần trào nước mắt, sợ lại bị véo tiếp nên khóc như muốn đứt ruột đứt gan, bàng hoàng bất lực. Sáng sớm tinh mơ, Đông Lăng cưỡi ngựa tới, qua năm ải chém sáu tướng, cuối cùng cũng bước vào được trong tân phòng. Kết quả, vừa vào cửa liền nhìn thấy một nhóm nữ tử đang khóc sướt mướt. Diệp Trần ngồi trong đó cũng khóc tới khản cả giọng, ôm Tiền phu nhân, gào lên như kêu oan, mẹ ơi. Tiền phu nhân ôm chặt Diệp Trần, gọi lại bằng một giọng còn thê lương hơn, con ơi. Đông Lăng run lẩy bẩy, có cảm tưởng Diệp Trần còn ngồi ở đây thêm nữa chắc sẽ thành đồ vô dụng mất, bèn vội vàng xông vào, bế ngăn Diệp Trần lên. Chàng hành động quá nhanh, mọi người đứng quanh chưa kịp ngăn lại thì đã thấy chàng bế người chạy ra ngoài mất rồi. Diệp Trần nằm trong lòng chàng lau nước mắt, Đông Lăng cúi đầu bảo, đừng khóc, lớp trang điểm nhòe hết rồi, ta không dừng được. Diệp Trần khóc rất thương tâm, Đông Lăng không biết phải làm sao, nàng diễn nhập tâm tới vậy cơ à? Không phải. Diệp Trần khụt khịt mũi, ta bôi nước ớt, xuống tay ác thật, không thoải mái thì đừng làm, tại sao cứ nhất định phải khóc chứ?
Đông Lăng thở dài, không sao hiểu nổi, Diệp Trần nức nở, mách tội, ta không khóc, các nàng ấy sẽ đánh ta, bọn họ làm phản à. Đông Lăng đang định quay lại, Diệp Trần níu chàng, đều là phàm nhân cả, người ta có lòng tốt. Thôi, mau đi đi, đừng để trễ giờ lành. Đông Lăng bị câu sau cùng kích động, bế Diệp Trần đi vội, nhét thẳng vào trong kiệu hoa, hí hửng xoay người lên ngựa, cao giọng hô, đi, đừng đi, Tiền lão ra chờ mới đuổi theo ra tới nơi, phải để đệ cổng nó ra kiệu hoa, quay lại đây cho ta. Thế nhưng đám người này đâu có ai chịu nghe Tiền lão ra nói chứ. Đông Lăng vung tay hô một tiếng, kèn xéo liền nổi lên, kiệu hoa được nâng đi. Diệp Trần ngồi trong kiệu sụp xịt mũi, cảm nhận uy lực của nước ớt. Đông Lăng vô cùng vui vẻ, cưỡi ngựa đi một mạch về Hoàng Phủ. Diệp Trần cảm giác kiệu đi thật là nhanh, xung quanh luôn có tiếng trẻ con đùa nhau vui vẻ. Chẳng bao lâu sau thì kiệu dừng, Đông Lăng đá kiệu, đưa cho Diệp Trần một đầu lụa đỏ, giọng bất giác trở nên dịu dàng, đi thôi, giọng chàng xen lẫn niềm vui, tân nương của ta. Chương 149, Chi tử Vu Quy 20. Diệp Trần nghe thấy lời Đông Lăng nói, trái tim rung lên, có cảm giác như chỗ nào đó trong lòng vừa được ánh mặt trời chiếu rọi. Nàng cầm lấy một đầu dải lụa, khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy không cần nghĩ nhiều thêm bất kỳ điều gì nữa. Hồng Trần tựa như một vở kịch, nàng và Đông Lăng là con hát đứng trên sân khấu ý à ý ơi. Dầu cho vở diễn của nàng chính là cuộc đời thì cũng vô oán vô hối. Cho dù biết tất cả những gì Đông Lăng làm là để bắt xú nữ thì trong lòng nàng vẫn giữ nguyên niệm tưởng nhỏ bé kia. Căn bản không muốn thừa nhận ý đồ nguyên bản của hôn lễ này. Mặc kệ mọi chân tướng, chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tân nương của người trong giờ khắc này. Đông Lăng dẫn nàng bước qua cửa, cô nương dịu dàng cầm dải lụa đỏ đi theo sau chàng. Trong chớp mắt, chàng bỗng thất thần, ngỡ như cô nương này đã cùng chàng luân hồi trăm nghìn kiếp. Chàng mong chờ, đợi trong một ngày như ngày này đã lâu. Chàng dẫn nàng vào trong đại đường, nghe tiếng lễ quan hô vang, nhất bái thiên địa. Họ quay người, đối mặt với trời cao đất rộng. Bọn họ sinh ra giữa hồng hoang, không cha không mẹ. Chính thiên địa đã cho họ cái ăn, cái uống. Thiên địa chính là phụ mẫu. Đứng trước thiên địa, ngay cả Đông Lăng cũng phải tỏ lòng tôn kính, nhị bái cao đường. Hai người xoay người lại, khom người vái song thân, y như thể họ đúng là những người phải tham gia hôn lễ ngày hôm nay thực sự. Phu thê giao bái, hai người mặt đối mặt, Đông Lăng cầm một đầu dải lụa đỏ, nhìn cô nương chùm khăn đỏ trước mặt chàng. Rõ ràng chính chàng là người dụ dỗ, lừa nàng thành thân, nhưng tới thời khắc mặt đối mặt, chàng lại bỗng trở nên căng thẳng. Đến Đông Lăng còn thấy căng thẳng, tất nhiên Diệp Trần càng tệ hơn. Nàng siết chặt dải lụa đỏ, nuốt nuốt nước bọt. Đông Lăng thấy nàng căng thẳng thì bỗng nhiên lại thấy không còn căng thẳng nữa. Trái tim chàng mềm ra, bất giác mỉm cười, rồi khom người vái. Diệp Trần bối rối cũng khom người vái theo, đầu va vào đầu Đông Lăng. Đông Lăng đỡ Diệp Trần, dịu dàng nhắc, cẩn thận một chút. Diệp Trần không nhìn thấy chàng, trước mắt chỉ một màu đỏ, nhưng khi tay chàng chạm tới người nàng, trong lòng nàng lập tức thấy yên bình trở lại. Hai người họ nghiêm túc khom lưng với đối phương rồi thẳng thắt lưng dậy. Đông Lăng nhìn Diệp Trần chùm khăn, ý cười không sao nén được. Sau đó, lễ quan hô vang, đưa vào động phòng. Mọi người vỗ tay rầm rầm như sớm dậy. Bọn nha hoàng bước tới đỡ Diệp Trần đi vào hậu viện. Cùng lúc này, trong sổ nhân duyên của Nguyệt Lão trên thiên đình, hai cái tên Diệp Trần và Đông Lăng song song hiện lên. Nguyệt Lão uống rượu say, nằm dưới đất khò khò say rớt. Sổ nhân duyên nhanh chóng viết kín mặt, tự động lật sang một trang mới. Đi cách xa Đông Lăng rồi, Diệp Trần mới dám thở hắt ra một hơi, thoát khỏi không khí căng thẳng, bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy mình thật kém cỏi, biết rõ chỉ là gặp Diệp thì chơi vậy mà vẫn thấy hồi hộp. Nàng quy hết thảy tội này cho là vì Đông Lăng quá đẹp, hôm nay cho dù là một nữ tiên khác cũng chẳng thể làm tốt hơn nàng. Vậy là trong lòng bỗng lại thấy hơi tự đắc, nàng bình tĩnh lại, đang định vén khăn chùm đầu lên,
thì bị nha hoàn cản tay lại. Ôi cô tôi ơi, cô ngồi yên chút được không? Ta khát. Diệp Trần bắt trước giọng điệu yểu điệu của Tiền Sảo Phượng. Em xuống phòng bếp lấy canh tuyết lê cho ta lót dạ đi. Đứa nha hoàn kia vâng dạ, đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Diệp Trần nghe thấy trong phòng lại có tiếng chân người. Tiếng lạch cạch ở chỗ bàn trang điểm như có ai đó đang điểm trang. Diệp Trần giả vờ như không biết đối phương là ai. Rụt rè hỏi thử. Thúy Nhi à, ngươi có biết một người chưa từng được người khác yêu thương có cảm giác thế nào không? Một giọng điệu ai oán cất lên. Diệp Trần giả vờ sợ hãi. Thúy Nhi, em đấy à. Gió lạnh thổi tới. Người nọ rời khỏi bàn trang điểm. Đi về phía Diệp Trần. Sao còn chưa vén khăn chùm đầu lên? Đang chờ tân lang tới vén khăn chùm đầu. Một đời hạnh phúc à. Đối phương mỉa mai đi tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần đưa tay lên cầm khăn chùm đầu. Tại sao à? Là vì. Nói đoạn, Diệp Trần xốc khăn chùm đầu lên. Tung xích tỏa hồn cầm sẵn trong tay ra, bất ngờ tấn công đối phương. Ta sợ làm ngươi sợ, ngươi, số nữ hét lên sợ hãi, chạy vòng quanh né tránh đòn tấn công của xích tỏa hồn. Diệp Trần biến ra một cây trường cầm, gãy dây đàn một tiếng, tiếng đàn liền tấn công số nữ không cách nào trốn tránh được. Diệp Trần cực kỳ am tường việc tấn công thần hồn, đúng là thiên địch của một quỷ hồn. Số nữ bị tiếng đàn cắt vào người, ả quay đầu lại, gào lên như dã thú. Cuối cùng Diệp Trần cũng thấy được mặt ả, mặt kia không thể gọi là mặt nữa, vì nó đã bị thối rửa hết. Hai hốc mắt trống hoác, miệng đầy răng nhọn, Diệp Trần hoảng sợ, luống cuống gãy dây đàn, la lên, xấu thật đấy. Chữ xấu này trọc giận số nữ, khí âm cuồn cuộn nổi lên, mặc kệ thương tổn do tiếng đàn. Điên cuồng lao tới chỗ Diệp Trần như muốn cá chết lưới rách. Diệp Trần liên tục thối lui. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng nóc nhà, bay tới trước người Diệp Trần, cắm thẳng vào người số nữ, đâm xuyên hồn phách, găm lên tường. Một chàng trai áo đáp xuống trước mặt số nữ, vung tay lên, thu số nữ vào trong một tòa tháp. Đông lăng, chàng tới rồi. Diệp Trần ôm cầm chạy lại, reo lên vui vẻ, chàng tới thật đúng lúc. Đông Lăng không đáp lời, chàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Diệp Trần, chàng chưa bao giờ nhìn nàng như vậy, ánh mắt ấy như thể hàng băng vạn năm ở cực bắc. Diệp Trần bất giác bước lùi lại, nuốt nuốt nước bọt, chàng làm sao vậy, nàng thật to gan, chàng bỗng nói như thế. Diệp Trần nghe xong liền bật cười, câu này thì chàng sai rồi. Ta nhát gan có tiếng luôn đấy. Đông Lăng cười chào phúng. Tiên chủ dám một mình đấu với số nữ, thế còn chẳng to gan hay hay sao? Diệp Trần hiểu ý. Ban đầu họ đã hẹn trước rồi, số nữ xuất hiện thì nàng phải gọi chàng. Thế nhưng lúc số nữ xuất hiện, nàng quá kích động, lại nghĩ bụng mình có thể đánh lại được một lệ quỷ nên mới không gọi Đông Lăng, không được gọi tham chiến. Thế mà người này cũng giận. Diệp Trần cũng biết lời đồn trên thiên đình về người này, người ta bảo chàng là một kẻ cuồng đánh đấm, không được đánh nhau sẽ nổi nóng. Diệp Trần thông cảm, lại gần vỗ vai chàng an ủi, yên tâm, lần tới nhất định sẽ gọi chàng, nhất định sẽ để chàng được đánh. Diệp Trần, Đông Lăng lạnh lùng nhìn nàng, nàng đúng là đồ ngốc. Diệp Trần sững người, lần này thì nàng không hiểu thật, nàng hỏi thử. Đế quân lại dở chứng gì vậy? Nói thẳng với ta xem nào. Đế quân giả ngu nhưng ta là ngốc thật đấy. Đế quân nói rõ ra xem, rốt cuộc ta làm gì mà chàng khó chịu? Đông Lăng không đáp, nhìn nàng chào phúng một cái rồi xoay người bỏ ra ngoài. Ánh mắt đó làm Diệp Trần bực mình, cơn tức dâng lên. Ta nhường chàng, chàng lại nghĩ mình to ông to bà thật đấy hả? Đông Lăng đứng lại, lạnh lùng quay đầu. Ánh mắt ấy như lần đầu tiên họ gặp nhau, vừa nhìn thấy nó là Diệp Trần lại thấy xương cốt đau ê ẩm, nhưng cũng chính cảm giác đau đớn này đã thức tỉnh nàng. Nàng đúng là có bệnh, người này tính tình âm tình bất định, lúc tốt thì gió xuân, hây hẩy thổi tan tuyết đông, lúc xấu thì sẵn sàng đập gãy xương người khác. Nàng bị chúng ta nên mới nghĩ người này là người tốt, nàng cảm thấy bản thân đã cúi đầu hèn mọn lắm rồi.
còn hắn thì vẫn nói vui là vui, nói buồn là buồn. Thế nhưng, ngay cả khi như vậy, nàng vẫn không dám nói lại gì, vì nàng sợ bị đánh. Đây không phải một mối quan hệ ngang hàng. Trong hai người, nàng luôn là người nhường chàng, bình thường được chàng chiều chuộng, che chở nên nàng quên đi mất. Giờ chàng bỗng không muốn thế nữa, nàng mới nhớ ra rồi bỗng cảm thấy tủi thân. Nàng cắn răng cúi đầu, Lý Nhí nói, xin lỗi. Trong lòng thì không ngừng tát mình, cảm thấy mình đúng là đồ ngu, sao lại đi thích một người như vậy. Giờ suy nghĩ cẩn thận thế rồi, còn thích cái gì nữa. Thấy Diệp Trần cúi đầu nhận sai, cơn tức trong lòng Đông Lăng cũng vơi đi một nửa. Chàng vốn muốn xin lỗi nhưng lại ngang bướng, sống chết không nói ra được, chỉ gọi một tiếng, về thôi. Diệp Trần vâng dạ, ngoan ngoãn đi theo. Đông Lăng vẫn tiếp tục mặc hỷ phục, Diệp Trần thì biến về y phục thường ngày. Đông Lăng thấy nàng như vậy, lửa giận vừa hạ lại bốc lên, không thích cùng mặc hỷ phục với ta vậy cơ à, đế quân cao quý. Diệp Trần thản nhiên đáp, tiểu tiên sợ bôi nhọ thanh danh của đế quân. Đông Lăng biết Diệp Trần đang kiếm chuyện cãi nhau, định nói lại nhưng lại không muốn mọi chuyện tệ thêm nên đành im lặng. Bắt xong số nữ, Đông Lăng dẫn nàng ra dặn dò hoàng lão ra những chuyện còn lại rồi hai người cùng nhau về nhà. Diệp Trần cẩn thận trải giường cho Đông Lăng rồi đi sang phòng khác. Đông Lăng lạnh giọng gọi, đứng lại. Diệp Trần đứng lại, quay người lại, cung kính hỏi, đế quân có gì muốn sai bảo. Thái độ cung kính, xa cách như vậy làm người ta không soi ra được chút lỗi lầm nào nhưng lại khiến trong lòng Đông Lăng cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa đau vừa tức, chàng cố kiểm soát giọng điệu, tận lực giữ bình tĩnh. Nàng đi đâu vậy? Cách vết, nàng tranh hơn thua với ta làm gì chứ? Đông Lăng, nhíu mày, ta cũng vì muốn tốt cho nàng thôi. Số nữ là lệ quỷ 3.000 tuổi. Năm xưa để bắt được số nữ mà hai tiên quân đã mất mạng. Nàng tưởng đây là chuyện đùa hay sao? Nói xong, Đông Lăng đứng dậy, đi chân trần lại gần nàng. Chuyện nguy hiểm như vậy, nàng một mình đâm đầu đi làm, không mảy may nghĩ tới ta chút nào sao? Nàng với ta, nửa câu sau, Đông Lăng không nói ra, chàng vốn định nói, nàng với ta đã thành thân, là phu thê thực sự, lúc nguy nan, nàng lại chẳng hề nghĩ tới ta sao? Thế nhưng chàng buộc phải nghẹn những lời này lại trong lòng, màn cưới hỏi này, trong lòng chàng biết nó chính là cưới giả mà thành thật, trước lúc đón dâu. Chàng đã viết tên của họ lên giấy thần đốt nó gửi lên thiên đình, chỉ cần họ bái đường là có nghĩa là nàng đồng ý đoạn nhân duyên này, tên của họ sẽ được ghi vào trong sổ nhân duyên của Nguyệt lão. Sổ nhân duyên đối với thần tiên cũng giống như hôn thư của quan phủ với dân chúng, tên hai người được ghi vào trong sổ nhân duyên tương đương với việc họ đã thành thân. Chàng dụ Diệp Trần thành thân cũng bởi sợ cô nương ngốc nghếch này nửa đường sẽ bị người ta lừa đi mất. Giờ nàng có ngốc thế nào thì cũng đã là người của chàng rồi. Chàng từ từ dụ nàng, kiểu gì cũng có ngày lừa được tới tay. Thế nhưng, chuyện giấu giếm làm sau lưng nàng này, giờ vẫn chưa phải lúc nói ra. Chàng thả lỏng người, mềm giọng bảo, ta lo lắng lắm. Diệp Trần gật gật đầu, sắc mặt bình thường, ngước nhìn Đông Lăng. Cảm tạ đế quân đã quan tâm, đế quân hãy đi nghỉ sớm đi. Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại. Đông Lăng ngẩn người, chàng vẫn luôn được người cung phụng. Kẻ dám bất kính với chàng đều đã nằm dưới đất. Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, đối phương lại là người mắng không được, phạt không nỡ. Cơn tức trong lòng chàng không biết phải giải tỏa thế nào. Chàng bèn mở cửa, đuổi theo, cáu giận, Diệp Trần. Nàng quay lại đây cho ta. Diệp Trần phớt lờ, đáp lại chàng bằng tiếng sập cửa. Đông Lăng đuổi theo tới cửa, đập cửa, gọi, nàng đừng cãi nhau với ta nữa, ra đây đi. Diệp Trần vào phòng trải chăn đệm, hờ hững đáp, mời đế quân về cho, ta và đế quân thân phận khác biệt, nên tách ra thì tốt hơn. Đông Lăng không nói lại được gì nữa, chàng nghĩ, giờ chắc là Diệp Trần đang nóng giận. Chàng có nói cũng không giải quyết được gì, chẳng bằng chờ ngủ một giấc, nàng nguôi giận rồi bàn tiếp cũng không muộn. Thế là chàng thở dài, nói đầy bất đắc dĩ,
ta biết nàng đang giận, ta không nói với nàng nữa. Tối nay nàng cứ ngủ đi, ta ở ngay bên cách vách, có chuyện thì gọi ta, mai chúng ta lại nói tiếp nhé. Diệp Trần ừ một tiếng, Đông Lăng trần trừ đôi chút rồi cũng bỏ về phòng. Mãi sau này, khi thường xuyên bị nhốt ngoài cửa, cuối cùng Đông Lăng mới hiểu được một đạo lý. Khi bạn và nương tử cãi nhau, nhất định không được cho nàng không gian để suy nghĩ. Một khi nàng bắt đầu nghĩ, chuyện sẽ rất khó lường. Chương 150, Chi Tử Vu Quy 21. Hôm sau, Đông Lăng thức dậy, ngẫm lại hành vi ngày hôm qua của mình, cảm thấy thật sự không ổn lắm. Hôm qua chàng vốn đã lo lắng, sốt ruột, lại nghĩ tới chuyện tâm ý của Diệp Trần với chàng không tương xứng với những gì chàng trả giá nên đâm ra khó chịu, mất tự chủ, nóng giận. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại thì vốn chàng là người theo đuổi Diệp Trần trước. Chỉ cần Diệp Trần chịu chủ động bước một bước, đáng lẽ chàng phải thấy thế là vui rồi. Mọi việc không nên sốt ruột cưỡng cầu, để xin lỗi. Sáng thức dậy sớm, chàng định sẽ làm bữa sáng cho Diệp Trần. Tất nhiên Đông Lăng không biết nấu ăn. Chàng gửi tin cho một vị tiên quân cực kỳ thích nấu nướng trong cung. Bỗng dưng nhận được truyền tin của Đông Lăng, vị tiên quân nhàn tản kia kích động suýt thì bật khóc. Thần tượng của y bảo, này, ta hỏi chút, ngươi có biết làm bánh trứng bột mì không? Vị tiên quân yêu nấu ăn, bất kể thế nào, thần tượng vẫn là thần tượng. Thần tượng thích làm bánh trứng bột mì cũng vẫn là thần tượng. Vậy là vị tiên quân nọ nghiêm túc, tỉ mỉ dạy cho Đông Lăng làm. Đông Lăng loay hoay trong bếp thử làm theo từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Sau khi thất bại hơn chục lần, cuối cùng cũng làm thành công một cái. Chàng nhìn chiếc bánh trứng bột mì có thể ăn được nằm trên đĩa, trong lòng thấy mừng phát điên, cảm tưởng như mình vừa ngộ được một thần công cái thế nào đó. Chàng cầm muôi đi gọi Diệp Trần, lại bỗng nghĩ ra hiện giờ bản thân nhất định là rất bất nhã, bèn vội quay về phòng tắm rửa một lượt, rửa sạch mặt mũi lấm lem nhỏ nồi, thay y phục mới, khôi phục phong độ ngời ngời thường ngày rồi mới đi gọi Diệp Trần dậy xin lỗi nàng. Bước tới trước cửa, chàng gõ gõ cửa phòng, Diệp Trần, không thấy ai đáp, chàng lại gõ, Trần Trần, dậy chưa Trần Trần, vẫn không thấy có ai đáp lại, chàng nhận ra bất thường, đá văng cửa phòng, Diệp Trần, căn phòng trống không, đã được thu dọn gọn gàng. Đông Lăng vừa bước vào liền nhìn thấy một hàng chữ phát sáng bay lơ lửng trên mặt bàn, Bồi Đế Quân du ngoạn đã mấy tháng, tiểu tiên rất lấy làm vinh hạnh, vui sướng khôn cùng. Qua, rồi mới mẻ, lại thành tráng, tiểu tiên còn có việc khác, không quấy rầy thêm nữa, đế quân có thể tự tìm nơi du ngoạn, dăm ba người bằng hữu, một chén rượu đục, cũng thật phong lưu. Đông Lăng lẳng lặng nhìn những con chữ trên bàn, không nói một lời, chàng nghĩ, thật đúng là một kẻ vô tâm, mặc dù chàng dụ nàng, lừa nàng nhưng trái tim chàng hết sức chân thành, thật lòng chờ đợi nàng. Nàng chẳng lẽ lại cho rằng chàng thực sự tốt tính tới mức tùy tiện đi cùng một người tới ma giới, rồi đùa giỡn không phân lớn nhỏ với người ta, bị người ta chẳng nể mặt mà sáng sớm vẫn dậy học làm cơm lấy lòng. Chàng không phải người như thế, tính tình chàng xưa nay đều chẳng mấy tốt đẹp. Đông Lăng xoay người, quay trở về đại đường, đĩa bánh trứng bột mì chàng làm vẫn còn đang nằm ở đó. Chàng nhìn thấy nó là lại thấy bản thân thật nực cười. Diệp Trần bỏ chạy từ đêm qua, nàng mất nửa buổi tối, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận. Trong cuộc tình này, nàng giống một món đồ chơi, dù cho nàng cố thuyết phục bản thân rằng mình và Đông Lăng chỉ là đôi bên cùng vui đùa thì cũng không cách nào che giấu sự thực rằng, trong mối quan hệ này, nàng thất thế trước Đông Lăng, Đông Lăng chịu chiều chuộng nàng, chịu nâng nàng lên thì nàng mới có thể nói chuyện ngang hàng với y. Đông Lăng không muốn chiều nàng nữa thì nàng chỉ còn nước quỳ xuống nói chuyện với y. Đây không phải thứ tình cảm mà nàng muốn. Nàng không muốn tiếp tục sa chân sâu vào vũng bùn lầy này nữa. Thế là nàng chạy. Nàng vẫn luôn giỏi chuyện chạy trốn này nhất. Dựa vào tuyệt kỹ này mà giải quyết vấn đề sinh tồn. Giờ cũng định nhờ cậy nó giải quyết giúp vấn đề tình cảm. Nàng cắm cổ chạy một mạch về Ông Sơn. Mở đại hội tầm nhìn phát triển trăm năm tới với Bạch Nhiễm,
gọi hết các lộ yêu tinh, tiểu tiên tới, vui chơi nhảy múa suốt mấy ngày ròng, uống say tiên tửu, chui vào hầm rượu đánh một giấc liền mấy tháng. Thực ra không phải nàng chưa từng mong đợi, đôi lúc mơ màng tỉnh lại, trong đầu nàng vẫn ôm một hy vọng mơ hồ, liệu người kia có tới tìm nàng, người đó tới, nàng thấy sợ, sợ mình vừa thấy đối phương liền nôn nóng chạy tới, người đó không tới, trong lòng nàng, không biết vì sao, trong lòng lại thấy khó chịu như vừa ăn phải hoàng liên, hại nàng chảy cả nước mắt. Vậy là nàng cứ thế vật lộn đấu tranh giữa chờ đợi và sợ hãi, đắm chìm trong men say, không tỉnh táo được lấy nửa khắc. Cuối cùng nàng bị Bạch Nhiễm lôi ra khỏi hầm rượu. Bạch Nhiễm sốt ruột bảo, tiên chủ mau tỉnh lại đi tiên chủ, hội bàn đào sắp mở rồi, tiên chủ mau tỉnh lại đi. Diệp Trần loáng thoáng nghe thấy tên hội bàn đào, lập tức bật dậy, hội bàn đào hôm nào bắt đầu? Tây Vương Mẫu là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện này cả thiên giới đều biết, ngoại trừ loại giỏi đánh đấm như Đông Lăng, chẳng ai là dám không nể mặt bà, ai dám không nể mặt bà sẽ làm cho người đó không còn mặt mũi nữa. Diệp Trần không muốn vì chuyện ăn mấy quả đào mà đắc tội với Vương Mẫu, nàng đưa tay lên vuốt mặt, vội vàng thay y phục, hỏi rõ thời gian rồi chạy lên Thiên Cung. Lúc này lên tới Thiên Cung, tiệc bàn đào chỉ vừa mới bắt đầu, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, nghênh ngang đi vào sân, bắt chuyện với mấy tiên hữu trước đây mình quen biết. Những thần tiên chỉ có hư danh không có thực quyền, như họ chỉ được đi dạo loanh quanh ngoài vườn. Đám thần tiên bình thường, chẹp, thậm chí cửa vườn còn không đi qua được. Còn loại như Đông Lăng thì được ngồi ngay ngắn trong đại điện, chờ người ta bưng từng khay những quả đào tuyển chọn ngon nhất lên, lấy đó để thể hiện sự tôn quý. Về chuyện này, Thanh Hà Chân Quân từng bảo rằng, chàng ta hoài nghi cái chính là vì đám người hết ăn lại nằm đó, nếu cũng vào trong vườn tranh hái đào với bọn họ thì e là tranh không thắng nổi. Thanh Hà Chân Quân là bằng hữu tốt của Diệp Trần, phụ thân của chàng ta là Đông Hải Long Vương, tính ra cũng là một Long Thái Tử, thân phận phải tôn quý lắm. Thế nhưng, thật không may, mẫu thân của chàng ta lại là một xà yêu, chính là cái loại chỉ mới tu luyện mấy ngàn năm, thiên kiếp còn chưa vượt đã bị sét đánh chết. Rồng vốn tính dâm, phụ thân chàng ta có con rơi ở khắp nơi, nếu tất cả con cái đều được nhận về thì Đông Hải Long Cung chắc là thú vị lắm. Vậy nên, mặc dù có một người cha lợi hại nhưng Thanh Hà Chân Quân cũng chỉ sống như những con rồng nhỏ khác, chiếm lấy một dòng sông, nỗ lực tu luyện. Về sau, con sống đó được một vị hoàng đế mở rộng dòng chảy, trở thành một mối giao thông huyết mạch, chàng ta nhận được nhiều hương khói, nhờ vậy mới có được chút địa vị ở thiên giới. Lần đầu tiên chàng ta được vời lên thiên giới, sợ bị người chê cười là kẻ nhà quê nên mới cố tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng, chẳng quan tâm một ai. Diệp Trần là người duy nhất vẫn trưng khuôn mặt tươi cười đón chào, dẫn chàng ta đi làm quen với chúng tiên trên thiên giới, nhờ thế mà chàng ta mới thả lỏng tinh thần. Sau này, từng có lần Thanh Hà hỏi Diệp Trần, tại sao lúc đó lại đối tốt với chàng ta như vậy? Diệp Trần ngẫm nghĩ trong thoáng chốc rồi ngượng ngùng nhưng cũng không hề định lừa dối, không dối gạt huynh. Lúc đó trong số các tiên hữu, huynh là người trông đẹp nhất, ta luôn đối tốt với những người đẹp. Thanh Hà được Diệp Trần khen nên rất vui, bèn tặng cho nàng hai vò rượu ngon chính tay chàng ta tự ủ. Giao tình của hai người đến nay đã được 6.000 năm. Rượu trong hầm của Diệp Trần, phần lớn là do Thanh Hà tặng. Từ ngày Diệp Trần bế quan tới nay, hai người đã phải 1.000 năm chưa gặp mặt, giờ mới được hội ngộ ở hội bàn đào. Thanh Hà vô cùng thân thiện, giữ Diệp Trần lại nói chuyện mãi. Vốn cả nhóm người đang nghe Thanh Hà nói chuyện, Thanh Hà vừa nói xong một tràng dài thì thấy tiếng chuông tiên vang lên. Chuông tiên vang lên là lúc tiệc bàn đào chính thức bắt đầu, trước nay luôn chỉ vang 6 lần, lần này tự dưng vang tận 9 lần. Diệp Trần nâng chén rượu, thất thần nhìn về phía đại điện mây khói vờn quanh. Thanh Hà xòe quạt, nhích lại gần nàng hỏi nhỏ, nghe nói lần này Đông Lăng cũng tới. Tim Diệp Trần bất giác đập nhanh hẳn lên, ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra như thường, không
không phải trước nay chẳng bao giờ tới hay sao? Thanh Hà chật một tiếng, như bỗng nhớ ra chuyện gì. Chàng ta nhìn Diệp Trần đầy nghiêm túc, ta bỗng nhớ tới dăm ba tin đồn nghe được, nàng có tiện đi tâm sự với ta không? Ồ, tin đồn gì? Nàng và Đông Lăng, đi. Diệp Trần kéo áo Thanh Hà đi thẳng vào trong rừng đào, chúng ta qua chỗ vắng người nói chuyện. Sau khi tiên tử cuối cùng tới đủ, chuông tiên vang lên, Tây Vương Mẫu nâng cao chén rượu, tuyên bố khai tiệc. Đông Lăng ngồi phía bên trái Tây Vương Mẫu, Thiếu Hoa ngồi cạnh Đông Lăng, chờ cho Vương Mẫu nói lời chúc tụng, chính thức khai tiệc. Mọi người đã nâng chén uống rượu chúc mừng xong xuôi, Thiếu Hoa mới cầm chén ngồi sát vào Đông Lăng thì thầm, không phải bỏ trốn rồi sao, còn tới làm gì, lại mặc. Đông Lăng thản nhiên đáp, Thiếu Hoa phục một phát, phun sạch rượu trong miệng ra ngoài. Đông Lăng nhíu mày cau có, đám thị nữ vội tới thay một chiếc bàn mới. Thiếu Hoa nhận khăn thị nữ đưa, che miệng lại, cố ngừng ho. Này, ngươi nói nghiêm túc đấy à, ta thành thân rồi. Cái gì? Thiếu Hoa ngẩng phắt đầu lên, ngươi nói gì? Ta có tên trong sổ nhân duyên rồi. Đông Lăng cầm chén rượu trong khay thị nữ mang tới, nhấp một chút, thản nhiên nói, chừng nào mở tiệc sẽ mời các ngươi, có điều, trước đó phải giữ bí mật. Thiếu Hoa im lặng, nuốt nuốt nước bọt một hồi lâu mới nói, ma thần trong người ngươi, càng áp thì lại càng dễ sa vào đường tà ma ngoại đạo, chi bằng cứ tùy tâm. Thiếu Hoa nghe vậy nhíu mày, Đông Lăng, ngươi cũng biết thiên đế không tin luận điệu này mà. Ông ta trước nay vẫn theo luận điệu thanh tâm quả dục, có dục mới có ác, năm đó chính ngươi cũng nói như thế, ta sai rồi. Đông Lăng bỏ chén rượu xuống, nhìn ra ngoài đại điện, người sao có thể không có dục vọng, thiên đế không tin đâu. Đông Lăng à, Thiếu Hoa nghiêm mặt, nếu để thiên đế phát hiện ngươi có nửa phần động lòng, ông ta dám. Đông Lăng nói nhẹ tên, Thiếu Hoa lại có thể ngửi ra mùi máu tanh trong câu nói đó, thức thời im miệng, y biết, có nói thêm gì đi nữa cũng không nên, y cười cười, đổi đề tài, thành thân rồi sao không mang theo đi cùng, sắc mặt Đông Lăng dịu xuống, nàng chơi ở bên ngoài, lát nữa ta sẽ qua đón. Trong lúc Đông Lăng và Thiếu Hoa nói chuyện, Diệp Trần và Thanh Hà đi dạo trong rừng đào, Thanh Hà gõ cây quạt vào lòng bàn tay, đắn đo hỏi, ta nghe người ta nói nàng gần đây kết giao với Đông Lăng đế quân khá là thân thiết phải không? Nghe nhắc tới cái tên này, Diệp Trần cứng người trong một thoáng rồi nhanh chóng nở nụ cười, huynh nghe ở đâu ra vậy? Mọi người đều nói thế, dạo này nàng làm việc ở Minh Phủ, Thanh Hà nói ấp a ấp úng, có vẻ là không có tin tức gì đặc biệt. Diệp Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua ta chỉ đi hỗ trợ mà thôi, tiên hữu với nhau, chuyện nên làm, ta thấy thần sắc của nàng dạo này. Thanh Hà nhíu mày, không biết nên nói tiếp thế nào. Diệp Trần dừng bước, quay đầu lại nhìn chàng ta dò hỏi. Thanh Hà hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy kiên định, không nói chuyện này nữa. Thực ra, hôm nay ta tới tiệc bàn đào, một là nể mặt Vương Mẫu nương nương, hai là có việc muốn hỏi nàng. Gì? Diệp Trần lấy làm lạ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải chỉnh trọng vậy đâu, bằng hữu với nhau, nếu giúp được ta sẽ giúp, nàng nói thật chứ? Thanh Hà nhìn nàng, mắt sáng lên. Diệp Trần gật đầu, huynh với ta có giao tình nhiều năm, đã bao giờ ta nói giả chưa? Thanh Hà nhoẻn cười, tuy Diệp Trần không mấy đáng tin nhưng quả thực chưa từng nói dối chàng ta. Y bất ngờ tiến lên một bước, cầm hai tay Diệp Trần, giọng nói run run vì kích động. Hiện giờ Thanh Hà là huyết mạch đường sông ở phương Nam, thiên đế đã đề bạt ta thành Long Vương, quản thủy vực một phương. Tuy so ra kém phụ quân nhưng tuyệt không đến mức khiến nàng xấu hổ. Ta muốn hỏi thử một chút. Chàng ta ngẩng đầu nhìn nàng, ta còn thiếu một vị vương phi, nàng có thể giúp ta một việc, làm vương phi của ta được không? Vừa dứt lời, một giọng nữ cao vút tận mây xanh vang lên cùng với kiếm quang lóe sáng. Diệp Trần, đồ tiện nhân, dám đoạt phu quân của ta, ai mà chẳng biết ta và Thanh Hà chân quân là kết phát phu thê, ngươi không tự cầm gương mà soi lại chính mình đi.
là cái thá gì chứ? Câu này, nguyên mọi người trên dưới trong ngoài hội bàn đào đều nghe thấy. Tây Vương Mẫu nhíu mày bất mãn, Hoài Thủy thần nữ này sao lại ồn ào vậy? Ra ngoài, còn chưa nói dứt lời thì Đông Lăng đã đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài. Thiếu Hoa cuống lên vội đuổi theo, Đông Lăng, hôm nay không được đổ máu, tiên hữu với nhau cả, có gì từ từ nói, còn tiếp, các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới, mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn, cảm ơn các bạn.